À, đối với Mister đó thì khi một cái game ra đời có sẵn sàng 12 triệu người sẵn sàng chơi thì có phải đó là một cái sản phẩm nó gây một cái tiếng vang không? À, và cái game đó là một cái game bom tấn nữa thì có phải là chúng ta là những cái cộng đồng hiện tại ở đây có một cái phòng Zoom rất là nhỏ nhưng đối với thế giới đó thì có khoảng cả triệu người họ ở có những cái phòng Zoom khác họ cũng sẵn sàng đón nhận cái game này với chúng ta và họ họ mong chờ là như vậy. Có một cái game nào mà nó có khoảng 12 triệu thành viên sẵn sàng đi bán cái sản game cái game này ra ngoài thị trường không? Mọi người có để ý không? Chúng ta sẵn sàng khi cái game ra đời chúng ta cầm cái game này giới thiệu cho người nào đó và giới thiệu cho họ mua, có phải là chúng ta 12 triệu thành viên đang sẵn sàng sell cái game này? Thì mọi người có thấy một cái sản phẩm gì đó mà có những cái người sell giỏi nhất, có một cái những cái thành viên mong chờ nhất, có những người sẵn sàng để bỏ tiền mua để chơi, thì đó là một cái hiện tượng để có thể tạo ra Mister một cái nói chung là một cái tiếng vang. Và ngày 14 tháng 11 là một cái mong chờ của mọi người. Giả sử chúng ta như ông chủ đã nói, ông Johan đã nói là chúng ta có nhiệm vụ là chúng ta chỉ lan truyền, chỉ chia sẻ, còn việc còn lại là công ty làm. Tức là cái việc còn lại của công ty là lo đầu tư, lo xây dựng, lo thiết kế cái game, lo tạo những cái campaign, tạo những cái quảng cáo, cái sản phẩm và những cái thương hiệu để làm sao phục vụ cho cái nhu cầu của khách hàng. Thì có vẻ là chúng ta là may mắn nhất là chúng ta chỉ ngồi chờ và được hưởng, tất cả những cái cộng đồng này đều được hưởng từ cái lợi nhuận của Mister. Thì cái công ty mình, ví dụ mình nói một ngày nào đó giả sử mình có thể nghĩ tới cái chuyện là trong tương lai, tức là ở tháng 11 chúng ta sẽ thấy toàn những cái con đường của cái đất nước châu Âu là dựng những cái bảng hiệu Mister hoặc là những cái bảng pano, cái bảng quảng cáo, thì có phải là chúng ta không cần vào là cái người đi quảng cáo cái sản phẩm game mà chúng ta chỉ đơn giản là mang cái sản phẩm thật là tốt và chất lượng này chúng ta chia sẻ cho những cái cộng đồng, những cái người quen và những cái người đó sẵn sàng là cái người dưới hệ thống của chúng ta ha. Thì hôm nay á là cái ngày mà có thể là hôm nay là một cái ngày đầu tiên, có thể là bạn đã bắt đầu học cái việc là tiếp cận online hoặc là bạn đã từng học cái lớp trước của khoa đó. Thì ở đây á là ai đã học cái buổi vừa rồi thì mình, à, hôm nay là ai người mới mình sẽ comment lên nha. Yes đi. Để biết là bao nhiêu hôm nay người mới, tại vì cái buổi vừa rồi là đã hướng dẫn mọi người làm đó, thì cái buổi đó thì nó rất là ít, có khoảng 20 người thôi. Rồi có Hải Rau Đà Nẵng là người mới nè. Apple nè. Liên Trần nè, Ngân Nguyễn nè. À có khá nhiều người mới ha. Ở đây Trần Thủy là hôm bữa có học rồi nè. Dương Huyền là chắc là hôm bữa đó vắng nè. À đúng rồi. Tiết Anh là mới nè. À, Thành là đang chờ để học nha, cái buổi lại để đào cái lót. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn đào cái clip về ha. Mình học thì mình sẽ không có giới hạn thời gian, mình học mình thích thôi, mình hết hết muốn học thì mình sẽ tắt tắt phòng mình nghỉ ha. Coi như là ai buồn ngủ thì cứ ngủ, còn mình học thì cứ học. Hôm nay là cái buổi hôm nay là mình sẽ thu lại, tại vì cái buổi vừa rồi đó là mình đam mê quá, mình dạy xong cuối cùng đến tới gần hết buổi là mình không quên thu. Đấy là mọi người là nói là thôi kỳ này làm lại cái buổi này. Ok, ai share cái màn hình thế để chỉnh lại nha. Làm sao để tắt cái xe này đây? Ok, chờ chút nhé. Rồi, à, nói tiếp ha. Tại sao chúng ta có buổi hôm nay? Cái thứ nhất là cái công việc của bên Rawan, thì ông chủ Johan á, ông thường hay nói là chúng ta đang kinh doanh cái những cái sản phẩm là, và cái công việc của chúng ta là 100% online.
ha, 100% online có nghĩa là chúng sao? Có nghĩa là khi mà có một cái sự việc gì xảy ra như COVID nè, như là chúng ta ở Huế, ở Đà, ở ở miền Trung, khi có sự cố thì chúng ta bị cô lập, chúng ta sẽ không có thể đi ra đường, chúng ta không có thời gian để sinh hoạt, có thể là chúng ta không có thể giao lưu với cộng đồng, thì cái việc online là cái việc cấp thiết nhất, là chúng ta phải ngồi ở nhà và chúng ta kiếm một cái công việc gì đó chúng ta làm để tạo thêm thu nhập. Thì ra qua nó là một cái việc xây dựng cộng đồng. Thì những cái ai mà họ biết cái cách để vận dụng online thì cái người đó thật sự là sẽ mau mau thành công trong cái việc tiếp cận được cái khách hàng. Thì cái buổi hôm nay á, là cái buổi mà nói thật ra là mọi người, những cái người gọi là chuyên gia về hệ thống, chuyên gia về học online, chuyên gia về những sản phẩm online, chuyên gia về cái việc tiếp cận khách hàng online, chuyên gia về gọi là tiếp thị liên kết, thì họ chờ đợi cái sản phẩm này lâu rồi. Họ chờ đợi cái việc này nè, tức là cái việc công bố sản phẩm, tức là cái đường link duy nhất để mình có thể bán một cái sản phẩm. Thì hôm nay là chúng ta làm sao chúng ta có thể học được cái cách để tạo một cái shop, cái trang online gọi là cái fanpage. Cái fanpage thì nó có nghĩa nó giống như là một cái trang web, nhưng mà nó được tạo ra bằng một cái trang miễn phí. Thì hôm nay là mọi người sẽ bắt đầu cách để là xây dựng cho mình một cái fanpage, là một cái trang nó mường tượng giống như một cái, ai đây ai đã từng kinh doanh là thuê một cái mặt bằng, ai đã từng kinh doanh là thuê một cái mặt bằng ở đường, ở thành phố hoặc là ở trung tâm. Ở đây ai đã từng kinh doanh, nếu mà ai có đã từng kinh doanh thuê mặt bằng thì nói yes ha, để mình biết là mình có thể mình dẫn chứng. Tức là chúng ta thường kinh doanh cái mô hình truyền thống, tức là chúng ta thuê một cái sạp, một cái quầy, một cái cửa hàng. À, có hải rau nè. Em cũng làm rồi. Rồi. Thì cái việc online nó như thế nào? Cái việc online nó giống như một cái việc truyền thống, tức là chúng ta sẽ thuê một cái gian hàng online, nó giống như một cái cửa hàng. Nó giống như cửa hàng truyền thống thì nó cũng có địa chỉ nè, nó cũng có hình ảnh nè, nó cũng có tên nè, tên thương hiệu nè, nó cũng có địa danh nè, nó cũng có cái vị trí ha, và cái cửa hàng đó nó kinh doanh cái gì thì chúng ta cũng giống như cái việc kinh doanh truyền thống. Nó chỉ khác một điều đó là cái việc tiếp cận khách hàng này nó sẽ là bao toàn những cái khách hàng ở khắp nơi trên thế giới, chứ không có riêng về một cái khách hàng ở gần đó, ở một địa phương đó. Và cái sản phẩm của mình nó cũng là một cái sản phẩm online, tức là họ không cần phải mua cái sản phẩm đến nơi, họ lấy cái sản phẩm và mình cũng không cần phải ship đi, thì sản phẩm đó cũng là một sản phẩm online, họ có thể trả tiền và có thể dùng bằng cách là họ dùng có internet thì họ sẽ sử dụng được cái sản phẩm này ha. Thì đó là cái việc thích hợp thời điểm này cho chúng ta, bởi vì Rawan đã bắt đầu thông báo là trong vòng khoảng là 2 tuần nữa thì Mister ra đời. Đó là một cái sản phẩm mà lần đầu tiên những cái người trong cái cộng đồng Rawan họ có thể kinh doanh được từ một cái đường link duy nhất. Tại sao mình nói là kinh doanh? Tức là chúng ta có thể cầm cái sản phẩm này chúng ra giới thiệu cho khách hàng, và khách hàng đăng ký mà sử dụng sản phẩm, chúng ta được lợi nhuận từ những cái hoa hồng, chúng ta được sở hữu được cái cá nhân đó, họ đăng ký với cái đường link chúng ta và họ sau này họ có thể dùng nhiều cái sản phẩm Rawan khác, nhưng chúng ta vẫn hưởng được cái hoa hồng đó từ cái việc là chúng ta bỏ công, chúng ta chúng ta tiếp thị ha, gọi là tiếp thị. Thì ở đây cũng chia sẻ, Khoa cũng chia sẻ cho những anh chị em mà bắt đầu tại sao chúng ta phải học cái buổi này để chúng ta chuẩn bị cái hành trang. Thì Khoa cũng chia sẻ là như vậy, hiện tại là chúng ta đang sử dụng internet, đó là như Viettel nè, như là mobile phone nè, như Vina nè, thì mọi người có để ý là chúng ta lệ thuộc vào một cái mạng
internet của một cái tỉnh đó, cái vùng đó, và cái mạng đó được phát từ một cái đường truyền tín hiệu của khu vực đó, thì trong năm sau á, mọi người sẽ tiếp cận được một cái mạng lưới mới đó, gọi là mạng lưới vệ tinh. Thì ở Mỹ nó có một cái công ty họ đang thực nghiệm cái chuyện đó, tức là họ đang thí điểm những cái người họ sử dụng dùng thử đó. Thì trong năm sau là cái này nó sẽ được launching, nó giống như cái Mister. Thì có phải là mọi người sẽ có cơ hội được sử dụng internet vệ tinh á, thì nó sẽ tốc độ nó sẽ cao hơn khoảng 10 lần so với cái tốc độ 4G hoặc là 5G. Thì có phải là mọi người để ý là chúng ta đang làm công việc Rawan online, chúng ta đang làm công việc nền tảng sử dụng internet, chúng ta đang làm công việc là sử dụng một cái nền tảng nó không có giới hạn, thì có phải là cái việc phát triển của Rawan sẽ được hỗ trợ bởi một cái nền tảng mới internet, gọi là nền tảng internet vệ tinh, thì mọi người có thấy là tốc độ lan truyền nó sẽ tăng gấp 10 lần, và cái tốc độ phát triển của Rawan nó sẽ tăng gấp 10 lần. Bởi vì sao? Cái giới hạn của cái internet hiện tại mọi người dùng, mọi người có thấy là bị lag nè, bị treo máy nè, bị đứt net nè, rồi có những cái người ở miền Trung họ không thể nào connect được là do cúp điện nè. Thì đối với internet vệ tinh nó không bị giới hạn từ những cái việc nguồn điện, nó không bị giới hạn bởi các việc là cái quốc gia này họ chặn những cái gọi là bức tường lửa ha. Cái thứ ba là gì, luật an ninh mạng, thì mọi thứ đều bị xóa bỏ rào cản hết. Thì có phải đó là một thuận lợi cho những cái người trong cộng đồng rao khi kinh doanh ở internet ha, kinh doanh online. Và sắp tới là khi mà cái việc đó nó không còn giới hạn nữa, thì cái việc mà chúng ta chọn là cái người đi tiên phong thì chúng ta sẽ có nhiều cái thuận lợi ha. Rồi ok, hôm nay mình sẽ mở lên một cái buổi học đầu tiên ha. Yes, stop. Ủa sao nó không cho share cái browser nhỉ? À, có rồi. Rồi anh chị em ở đây, mọi người đã nghe rõ những cái thông tin thì nói yes nha. Khoa đã biết, Khoa có thể Khoa dạy, Khoa tiếp tục cái buổi thứ hai, cái buổi chương trình trong chương trình. Anh Khoa mở lại mic giùm em, anh Khoa ơi. Anh Khoa mở lại mic giùm em. Bỏ tắt tiếng. Cái mic của Nani Thiên mà. Rồi không, rồi ok, rồi. Ok. Rồi tiếp tục thì đây đọc Khoa mở một cái trang ha. Mình sẽ nói sơ về một số, tại vì ở đây có những anh chị em đã từng hiểu về fanpage, có những người đã từng làm fanpage, có những người hiểu về cái kinh doanh online. Nhưng chúng ta ở đây mình phải phổ cập lại cho toàn bộ anh chị em ở đây, có những người không biết, và những cái người mà khi mà họ xem cái clip này, họ bắt đầu họ giống như là cái họ quay lại, họ học lại ha. Rick Linh. Hello, Mr. Linh. Chúng ta comment ha, chúng ta tương tác nha. Chúng ta học, chúng ta tương tác thì... Đúng rồi, giống như mình đang ở trong lớp thì mình tại vì ở đây là chúng ta đang học online, thì học online nó giống như học offline vậy thôi, chỉ có khác là chúng ta ngồi ở nơi khác và chúng ta lắng nghe, mà lắng nghe đó thì ở đây tắt hết mic rồi, thì cái người mà họ truyền cái thông điệp đó mà mình không thấy được họ tương tác, thì mình cũng không biết là họ lắng nghe hay không, mà họ có đồng ý hay là từ chối hay không. Do đó chỉ có yes hay no, hoặc là mình chọn, ví dụ mình có một cái thông tin gì đó mình chọn 1, 2, 3, 4 gì đó. Đó thì mình bắt đầu, mình khi mà mình đặt câu hỏi thì mọi người cứ tương tác là được ha. Cảm ơn mọi người. Rồi ở đây thì đây là một cái trang. Cái buổi mà đầu tiên khi bắt đầu Mr. nó nói là chuẩn bị ra đời đó, thì mình sẽ mở một cái trang. Đây là một cái trang fanpage. Thì fanpage là gì? Fanpage hồi nãy mình nói nó giống như một cái shop, chúng ta bắt đầu bán hàng một cái món hàng gì đó. Thì
thì Mr. coi như đây là một cái món hàng mà chúng ta muốn quảng bá cho cái cộng đồng những cái người sử dụng Facebook. Mình nghĩ ha, những cái người sử dụng Facebook thì họ mới vào để họ xem được. Còn những người họ không có tài khoản Facebook thì chắc chắn họ link vào á thì sẽ bắt là mình phải đăng ký Facebook nè. À, nó giống như Mr. có phải là họ muốn dùng mà họ muốn dùng, họ muốn sử dụng được Mr., họ muốn thấy được sản phẩm Mr., họ phải đăng ký cái tài khoản. À, và cái việc này á, là nó giúp ích cho mình cái gì? Thì Mr. là một cái sản phẩm của Rawan trong hàng ngàn sản phẩm. Thì chúng ta khi chúng ta bán hàng Mr. thành công thì chúng ta sẽ chuyển đổi sang những cái sản phẩm khác. À, chúng ta tạo nhiều cái cửa hàng. Chúng ta có người ở đây nó cứ vào mới qua. À, ở đây là mọi người, những người vào sau đó thì mọi người sẽ có những cái đường clip để xem lại ha. Thì mình sẽ không nói lại từ đầu được. À, mọi người, những người vào trễ đó thì cố gắng là sẽ chờ những cái clip. À, rồi nói tiếp, Mr. là giống như một cái gian hàng. Và khi cái việc những cái anh chị á, mà đang làm Rawan á, thì mình đang phát triển hệ thống, thì mình phát triển hệ thống thì tất nhiên là mình sẽ gặp những cái đối tác, mình gặp những cái người khách hàng, mình gặp những cái đồng nghiệp để bắt đầu mình chia sẻ Rawan. Thì Rawan là một nền tảng cộng đồng mới, nó sẽ khác Mr. Mr. là một cái sản phẩm hữu hình, tức là nó có thể sử dụng được, có thể sờ được, có thể trải nghiệm được, và có thể gọi là cái sản phẩm để mình giải trí được. Còn trước đây là chúng ta thường là vào Rawan, mọi người ngồi với nhau khoảng 10 người, mình sẽ không biết làm gì ngoài cái trừ mình cứ bấm mình kiếm cái người mình giới thiệu, mình không có cái gì để tương tác với nhau. Thì Mr. khi nó ra đời một cái game thì cả cộng đồng những cái người Rawan Việt Nam, Rawan thế giới bắt đầu họ chơi, họ tham gia và họ sẽ chia sẻ những cái cảm nghĩ và họ lan tỏa, và cái thương hiệu Mr. nó sẽ toàn thế giới họ sẽ thấy được ha. Rồi ở đây là một cái trang mình đã tạo cách đây là trong vòng một tháng. Thì cái trang này nó được ở đây mình muốn nói là để tạo được một cái trang fanpage chuẩn thì chúng ta cần làm theo những cái người họ có kinh nghiệm họ chỉ lại. Thì để chuẩn hóa một cái fanpage, điều đầu tiên là chúng ta phải làm đúng những các bước ha. Và cái thứ hai, tại sao chúng ta phải làm fanpage chuẩn hóa mà chúng ta không làm để cái fanpage có fanpage? Tức là nếu mà chúng ta làm có đó thì khi mà người khách hàng họ vào cái trang của chúng ta đó thì họ sẽ nhìn thấy được là cái chuyên nghiệp, tại vì chúng ta đang kinh doanh một cái doanh nghiệp, là chúng ta xác định đó là doanh nghiệp chuyên nghiệp, thì chúng ta phải chuẩn hóa những cái sản phẩm của chúng ta nó ở cái mức độ chuyên nghiệp. Và một điều may mắn ở đây là các anh chị đang tham gia với một cái nền tảng mà họ đã đầu tư những cái sản phẩm về media nè, về hình ảnh nè, về logo nè, về nhân vật nè, về content nè, tất cả mọi thứ nó đều rất là chuyên nghiệp. Chúng ta có nhiệm vụ là chúng ta vào đó, chúng ta lấy về, chúng ta đưa cái nội dung đó lên, và chúng ta không cần phải sáng tạo, chúng ta cũng không cần phải là thiết kế những cái clip, chúng ta cũng không cần phải là dịch thuật, tại vì mọi thứ công ty đã làm hết rồi. Cái việc còn lại là chúng ta mang cái này, chúng ta đi quảng bá, chúng ta đi marketing, chúng ta có thể là chia sẻ. Và việc còn lại là chúng ta chờ những người đăng ký và chúng ta được hưởng từ cái hệ thống ha. Rồi, ở đây có một cái điều lưu ý là như vậy. Mình sẽ mở một cái trang Mr. ha. Thì khi một cái trang Mr. đó thì chúng ta sẽ có một cái đường link. Mọi người nhớ ha, khi mà chúng ta vào cái trang Mr. chúng ta sẽ có một cái đường link để giới thiệu. Thì ở đây là các anh chị em thường là gửi cái đường link này trực tiếp đến các người bạn. Giả sử ở đây nó là cái đường link là mr.com sign up Khoa Lê ha, Khoa Lê Triều gì đó. Thì khi mình copy đó mà mình gửi cho một cái khách hàng á, khi mình copy ha, mình gửi cho khách hàng á, thì cái người mà họ nhận á, họ rất là, nói chung là cái tâm lý mà con người ta mà họ nhận cái đường link mà nó rõ ràng á, thì họ sẽ rất là ngại là ví dụ nó có một cái tên gì đó anh Trần Văn Đa hay là gì, tiếng Việt hóa gì đó hoặc là cái gì đó, thì bắt đầu họ đa nghi và họ khó cái khả năng họ đi đăng ký. Nhưng ở truyền thông, ở những cái link quảng cáo á, mọi người có để ý là nó sẽ rút gọn lại. Thì cái việc rút gọn link nó là cái gì?
vuốt gọn link, cái mục đích nó là cái thứ nhất là để cho ẩn những cái thông điệp, cái đường, cái là cái domain, cái tên họ, cái đường link dài, và cái việc nó được được tối ưu hóa cái việc là đơn giản cho người khi mà họ click vào cái đường link họ không biết đó là một cái đường link tuyển dụng, và có đường link tức là những cái người họ đang nghi họ sẽ nghĩ nhiều về cái đường link nó rõ ràng ha. Còn cái việc nó ẩn và không rõ ràng thì giúp cho mình việc cái việc tiếp cận và cái việc họ họ đăng ký dễ dàng hơn. Ở đây để làm được một cái đường link rút gọn, chúng ta phải nhớ đầu tiên đó là cái Bitly. Mình sẽ gửi cái đường link Bitly đây ha. Rồi mình sẽ gửi đường link ra để mọi người có thể vào để mọi người để lấy cái link thử ha. Chúng ta copy cái link tuyển dụng của chúng ta vào cái bitly.com. bitly.com ha, đây là một web. Thì nãy Khoa có nói mục đích của cái bitly.com là gì? Nó sẽ rút gọn được cái link ha. bitly.com, mọi người thấy cái cửa sổ chat chưa? Có ai thấy chưa? bitly.com. Yes. Thì cái bitly.com nó không cho miễn phí mà phải đăng ký một cái tài khoản để chi. Cái mục đích của Bitly nó để quản lý được cái đường link của mình. Cái thứ hai là quản lý được cái số người click vào cái đường link. Giả sử mình chia sẻ trên online thì mình sẽ theo dõi được hôm nay có bao nhiêu người click, hôm nay có bao nhiêu người đăng ký. Ha. Tức là cái Bitly nó rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình cài đặt nè. Thì ở đây là mình muốn chia sẻ là khi mọi người tham gia học á, mọi người sẽ có một cái phone để nghe, để nhìn và một cái phone để thao tác. Tại vì ở đây đôi lúc sẽ có một nhiều người họ sử dụng một cái phone đó, thì mình không biết làm sao để mình bắt đầu mình vừa xem mà mình vừa thao tác được. Thì lần sau đó mọi người cố gắng có hai cái phone, một cái phone để trên cái vừa nghe mình vừa xem và một cái phone để bắt đầu mình thao tác thử ha. Ok ha. Rồi đầu tiên là mình đăng ký cái Bitly này. Thì ở đây nó sẽ có miễn phí và có phí ha. Thì đa số mọi người sẽ đăng ký miễn phí để được cái đây get the free ha, get free nè. Còn ở đâu mà nó bắt mà mình khai báo nhiều quá thì mọi người cứ vào cái trang home, nó sẽ có một cái nút để mình bỏ cái đường link vào ha. Ở đây vào cái trang đầu tiên nó sẽ có get a post. Cái mục sign up hôm nay nó lạ quá. Mình hồi trước mình cần sign up là chỉ cần khai báo cái email là mình có cái tài khoản rồi. Từ nhé. Get a free đây. Get a free. Đây mọi người, mình sẽ đăng ký cái tài khoản Bitly ở đây ha. Mình chọn cái Gmail, mình chọn tức là nó không cho mình đăng ký miễn phí ấy, không cho mình được kiểu mà vào là có liền, mà mình phải đăng ký cái tài khoản. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ có cái tài khoản Bitly. Mọi người đã đăng ký được chưa? Mình nhắc lại ha, Bitly rút link rút gọn. Mục đích cái thứ nhất là mình ẩn cái link tuyển dụng mình đi. Cái thứ hai là mình sẽ làm cho đơn giản cái link này. Rồi mình sẽ copy cái link bên Mister đi ha. Rồi mình bỏ vào, mình tạo một cái đường link. Rồi mình paste cái đường link này vào. Thì sau đó mình đặt cái tên. Ví dụ mình ghi ở đây là Mister. Rồi. Nếu mà mình có nhiều domain á thì mình sẽ đặt làm thí dụ Mister của Khoa Lê. Thì khi mình tạo đó, mình tạo thì nó sẽ lấy được cái đường link đó, và mình lấy cái đường link mình coi như mình copy được cái đường link này.
Ở đây mọi người nhìn thấy chưa? Mình sẽ bóng lớn nữa ha. Bóng lớn là cho mọi người thấy cái đường link. Đây chúng ta có đường link đây. Thì chúng ta copy, giả sử ở đây là mình có cái cửa sổ, mình bắt cho mọi người thấy cái đường link rút gọn này. Đấy, mọi người có nhìn thấy cái chat của mình không? Đó là cái đường link rút gọn. Nó chỉ là những cái ký tự và nó đại diện là Bitly. Và khi mà ví dụ mình ai đó click vào đi, ai đó click vào cái đường link đó, mình sẽ thấy được cái số click ở đây nó sẽ hiển thị. Ai đó click vào cái đường link đây, có một cái click đây. Có ai đó click vào đường link nên mình sẽ thấy được cái số lượng người họ click. Một người click ở đấy. Hai người click. Chúng ta phải thực hành và chúng ta thao tác để chúng ta trải nghiệm được cái này, nó rất là hay, tại vì rất là ít cái cộng đồng thể có thể dạy chúng ta cái cách là phương pháp, ngoại trừ một số ở Mister cái những người mà họ thường tham gia rao á, thì phần lớn là như họ chỉ truyền về cái tầm nhìn nè, cái cách nè, nhưng mà rất là ít để chúng ta có thể làm phương pháp copy và chúng ta cứ làm theo để được kết quả. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại ha. Đây đó, chúng ta đã có 5 người click. Ví dụ hôm nay chúng ta share cái link này đi ở trên Facebook nè, Zalo nè, link nè, chúng ta share ở Messenger nè, và chúng ta sẽ thấy được cái số lượng người click. Ở đây mình sẽ lock lại một cái tài khoản ha, mình sẽ lock out để mình thấy được cái số lượng click của một cái tài khoản khác. Ghi lại rồi các bạn yên tâm. Mọi người cứ học đây, tại vì cái buổi này đã dạy trước đó rồi, và buổi này là đang dạy lại lần hai đó cho những người mà họ đã từng học thì họ đang học lại, do đó mọi người cứ yên tâm đi. Cái video này sẽ lưu lại đây. Thí dụ ở đây chúng ta sẽ thấy được là cái đường link Mister này, cái đường link này được 43 click và nó được tính theo ngày. Ví dụ chúng ta chỉ nhìn thấy được nhiều cái ngày mà nó cái số lượng click cao nhất là cái ngày thứ sáu, thì có phải chúng ta đo lường được là cái ngày thứ sáu là cái ngày mà nhiều người họ ở nhà họ nghỉ, thì có phải đường link của chúng ta được nhiều người click thì chúng ta biết được chúng ta phải làm cái gì đó vào ngày thứ sáu khi chúng ta share để mình quan sát cái thói quen của người click những cái đường link chúng ta share. Đó là một cái cách rất là hay. Và chúng ta có thể là tạo nhiều cái đường link này nè, chúng ta làm nhiều cái đường link và chúng ta quản lý nó ha. Để chi? Bởi vì cái việc kinh doanh của chúng ta là chỉ là cái số lượng người click, số người đăng ký. Nếu chúng ta đo lường được, chúng ta sẽ nó giống như cái việc kinh doanh vậy đó, chúng ta đo lường, chúng ta điều chỉnh, chúng ta thay đổi cho nó phù hợp rồi ha. Xong cái phần link rút gọn ở đây là ai chưa hiểu không? Nếu mà mọi người đã ok thì mọi người yes ha, để mình qua. Cái phần đầu tiên là chúng ta phải có link rút gọn. Tức là Rawan cũng phải có link rút gọn, Mister cũng có link rút gọn. Giả sử sau này có 1.000 sản phẩm, chúng ta cũng phải làm 1.000 cái link rút gọn khác nhau và chúng ta đặt cái tên. Rồi, ok. Rồi, thì ở đây là cái link rút gọn này sẽ được đặt vào cái trang fanpage của mình ha. Rồi, đầu tiên để được một cái trang fanpage mà đẹp thì đầu tiên chúng ta phải thấy được là nó bao gồm cái gì. Thì ở đâu chúng ta nhìn ở đây, đầu tiên là cái video clip của cái fanpage này. Cái tên, cái logo. Cái thứ hai là những cái thông điệp, nội dung. Và cũng nhắc luôn là nhấn mạnh ở đây là khi mà chúng ta làm một cái nội dung trên fanpage thì chúng ta luôn luôn phải tạo một cái kêu gọi hành động
online nó gọi là chốt sale, còn ở offline, ở offline nó gọi là chốt sale, còn ở ở online nó gọi là kêu gọi hành động. Bởi vì sao? Khi chúng ta truyền và đạt một cái thông điệp, một cái hình ảnh, một cái video clip mà chúng ta bỏ quên là kêu gọi cái hành động á, thì cái người dùng họ thói quen mà họ chỉ lướt, nhưng mà họ xem xong lại họ không có kêu gọi hành động, tức là không kêu gọi mua hàng, không kêu gọi đăng ký. Đó thì chúng ta chia sẻ một cái gì đó mà chúng ta quên cái đường link đó, chúng ta quên kêu gọi họ đăng ký, thì có phải chúng ta đã bỏ lỡ cái công sức mà chúng ta truyền đạt cái quảng cáo, truyền đạt cái thông điệp ha? Thì mọi người phải nhớ là kêu gọi hành động, thì kêu gọi hành động nó là cái gì? Cái thứ nhất là kêu gọi làm cái gì đó. Ví dụ kêu gọi hãy để lại số điện thoại, kêu gọi hãy đăng ký click vào cái link này, kêu gọi hãy xem cái video clip này, kêu gọi hãy bình chọn một cái gì đó. Thì chúng ta khi mà cái thói quen con người được kêu gọi thì họ sẽ theo cái follow theo cái lời của cái trang, cái giống như cái shop vậy đó. Họ kêu gọi là anh đăng ký đi để được nhận được cái phần thưởng thì họ sẽ đăng ký. Còn nếu mà anh đưa cái thông điệp xong mà anh không kêu gọi thì họ sẽ bỏ qua luôn ha. Thì đó là mọi người phải lưu ý là chúng ta phải kêu gọi. Cái thứ hai là nếu mà mọi người tốt hơn, mọi người có thể để số điện thoại hoặc Zalo, thì đó là cái thông điệp thứ hai để chúng ta có thể lấy lại cái thông tin của người dùng. Giả sử mà họ xem xong đôi lúc họ xài Zalo thì họ sẽ chat thẳng qua cái link Zalo luôn ha. Rồi hôm nay không biết là có nói sơ về cái tiểu sử của Khoa chưa, nhưng mà cái việc ngày xưa đó mình đã từng làm trong những cái việc là thiết kế truyền thông quảng cáo, và cái công ty của Khoa là chuyên về làm những cái chiến dịch cho một cái sản phẩm. Thì một cái chiến dịch đó, cái điều quan trọng nhất là nó sẽ thuyết phục được cái người xem để họ quyết định cho việc chọn cái sản phẩm đó hay không. Và cái người mà họ tạo cái truyền thông đó, họ tạo những cái hình ảnh đó, những cái thông điệp đó phải làm sao đúng với cái nguyện vọng của khách hàng, cái yếu tố cái nó gọi là cái thuyết phục người dùng. Thì ở Rawan mọi người để ý ha, tất cả những sản phẩm đó đều có những cái công ty chuyên môn về làm những ngành đó. Bởi vì sao? Cách đây khoảng mười mấy năm thì Khoa là một công ty rất là tập đoàn lớn nhất châu Âu, nó là công ty Pandemic Consulting, nó là Bico Group hiện tại á. Thì cái công ty đó là cái công ty hợp tác với những cái công ty truyền thông của ông Johan ở ở ở châu Âu rồi, Thụy Điển á, như Media Lab nè, có những cái công ty, có một số vài công ty quảng cáo, nhưng mà đó là ông đứng với cái danh nghĩa. Thì như ông Johan là chuyên làm những ngành truyền thông, thì cái việc mà làm truyền thông tốt á, nó sẽ tạo những cái việc phát triển cái sản phẩm đi rất là nhanh. Giả sử mọi người có để ý ha, một sản phẩm được sản xuất ra đời, một công ty khi mà bắt đầu ra đời, thì cái việc mà để công ty đó bùng nổ là do cái người họ lựa chọn cái người làm truyền thông, cái người làm quảng cáo phải thật xuất sắc để công ty nó được, nó gọi là PR, nó gọi là được là cái marketing, nó gọi là được cái lan tỏa rộng. Thì cái người giỏi về truyền thông thì họ sẽ giúp cho công ty nó phát triển nhanh. Thì bản thân của ông Johan đã chuyên gia về cái lĩnh vực này, thì mọi người không cần phải lo lắng, mọi người cũng không cần phải là cố gắng để làm sao chúng ta marketing, mà chúng ta có nhiệm vụ là chia sẻ, và chúng ta làm sao cho nhiều người thấy được cái chia sẻ của chúng ta. Thì cái việc đó là gì? Là chúng ta phải làm sao tiếp cận được nhiều cái khách hàng nhất thì chúng ta sẽ thành công. Những người mà họ có khả năng để lan truyền cái link này, cái nội dung này cho nhiều người nhất thì đó thành công. Bởi vì cái việc bán hàng chỉ là một cái đường link duy nhất, và một cái đường link này nó có thể tuyển dụng cả thế giới ha. Rồi mình sẽ lướt sơ tại sao những có nội dung này. Thì mọi người để ý đây nè, mọi người để ý là cái trang fanpage này có rất là nhiều nội dung đúng không? Rất là nhiều nội dung.
Đây, rất là nội dung. Thì một cái đặc điểm ở đây là hay thứ hai nữa là chúng ta không cần phải sáng tạo nội dung cho cái việc quảng cáo. Không cần phải sáng tạo bởi vì công ty đã chuẩn bị hết rồi, công ty chuẩn bị là logo nè. Công ty chuẩn bị hình ảnh nè, quảng cáo nè. Công ty chuẩn bị một cái những cái thông điệp mà họ đã dịch sẵn nè. Công ty đã chuẩn bị những cái clip thật là đẹp nè. Công ty đã chuẩn bị những cái clip đa ngôn ngữ nè. À, mình sẽ quay lại ha, mình sẽ show là một số cái đa ngôn ngữ là ở đây cho mọi người thấy được là Mister nó chuẩn bị dọn sẵn cho chúng ta và chúng ta có nhiệm vụ để chúng ta lấy bỏ lên cái cửa hàng của chúng ta. Rồi chúng ta kêu khách hàng đến họ xem, họ mua hàng. Chúng ta không cần phải việc sáng tạo là à chúng ta phải thiết kế cái sản phẩm này nó như thế nào. Chúng ta cũng không cần phải là kêu một cái người thiết kế để đầu tư cho những cái này như thế nào, bởi vì nó có sẵn rồi. Ở đây là nội dung, đây là Pha chỉ cần Pha copy, Pha chuyển đổi ngôn ngữ và là Pha gắn làm sao cho nó hợp lý ha. Rồi mình quay lại cái trang Mister nha. Rồi ở đây ở đây Thành tập trung ha. Anh Thành đâu rồi? Ở đây là mình sẽ hướng dẫn sơ một cái gọi là làm sao lấy cái clip ha. Okay. Mọi người còn nghe không? Còn nghe. Mọi người comment đi. Đi à, mọi người comment cho nó tỉnh ngủ đi ha. Tỉnh ngủ. Yeah. Ok. Mọi người comment vô đi, chúng ta học và chúng ta tương tác ha, còn không là chúng ta có người ru chúng ta ngủ ngon đấy. Còn ngủ đấy. Rồi ok. Ở đây là tại sao mình chia sẻ cái cách này để chi? Chúng ta bắt đầu làm sao để lấy được cái clip. Cái cách này rất là hay, lấy được cái clip của công ty ha. Rồi chúng ta bấm Mister. Cái này ghi lại bởi vì cái này là một cái kỹ năng mà mình muốn chia sẻ để mọi người có thể lấy những cái clip từ công ty. Đầu tiên là chúng ta sẽ chạy cái Google Chrome. Ha, mở bằng Google Chrome ha. Rồi chúng ta log in. Ở đây để share là cái màn hình, hình như không có share Chrome cho mọi người không thấy. À đây. Rồi mọi người có thấy cái trang login ha, mình login vào. Rồi mình bấm vô video nè. Thì ở đây là một trong những sản phẩm của Rao. Sau này có nhiều sản phẩm nữa ha. Rồi thì để mà chúng ta mở cái clip, ví dụ cho mở một cái clip. Đây là một cái clip. Thì mọi người để ý đây có một cái dấu download. Thì Thành á, tại sao Thành không thấy được cái clip này, không thấy được cái download này, là tại vì mình không có cài đặt cái plugin. Nó giống như ở YouTube họ không có cài đặt cái ấy đó. Rồi mình bấm vào đây, mình bấm vào Thành nhớ nha, tức là chúng ta cài Google Chrome, rồi chúng ta vào cái tool á, có cái extension á, chúng ta click vào extension. Rồi ở extension á, thì chúng ta sẽ search cái video download. Video download. Rồi thì ở đây nó có, ở đây mình cài khoảng, ở đây mình cài cái video thế nào mình để ha, nó là cái tool video download professional 4 chấm, tức là mình cài một cái plugin để khi mà cái room này nó nhìn thấy cái video clip, nó sẽ có một cái công cụ để mình đào ha. Rồi mình thí dụ mình tắt này rồi mình tắt đây ha. Rồi mình sẽ quay lại cái trang để coi nó có thấy được không ha. Cắt rồi. Nó là plugin đây. Gmail. Rồi mình ấn nó lại. Đây mọi người có nhìn thấy không?
chúng ta không thấy được cái icon download đây. Và trước khi mà chúng ta bật cái plugin ở đây, chúng ta bật cái plugin ở đây, chúng ta quay lại, chúng ta chạy lại, thì chúng ta thấy cái chữ download nè. Chúng ta nhấn vào đây, chúng ta download cái clip là 1080. Ha. Mọi người nha, lên lưu lại. Rồi mọi người ghi lại nè. Chúng ta sẽ download cái video, cái clip in nó gọi là Vimeo download. Đây mình bắt lên cái cửa sổ chat ha. Chúng ta download cái clip in này về. Download clip in này về thì chúng ta sẽ download được cái video clip này. Thì giả sử ở đây có nhiều cái clip, chúng ta có thể download cái clip tiếng Anh, tiếng Hoa. À, mình mở luôn ha, mình ví dụ luôn ha cho mọi người coi nè. Rồi, ok. Chúng ta mở đường link. Giả sử chúng ta lấy một cái đường link của tiếng Hoa đúng không? Chúng ta cần làm cái thị trường người Hoa, chúng ta lấy một cái đường cái clip tiếng Hoa. Rồi, chúng ta vào đây, chúng ta sẽ bấm cái ngôn ngữ này. Mọi người có nhìn nghe, có nghe được cái tiếng Hoa ở đây không? Mọi người có nghe tiếng Hoa không? Mọi người có nghe tiếng Hoa không? Không, không, cái này clip sẽ được phát lại, mọi người khỏi lo đi. Rồi, nghe tiếng Hoa đúng không? Thì chúng ta cần cái clip này đúng không? Thì chúng ta chỉ cần nhấn vào download, chúng ta lưu về. Thì coi như là chúng ta có một cái clip tiếng Hoa. Ok, ok ha. Rồi bây giờ chúng ta không muốn tiếng Hoa, chúng ta lấy một cái clip tiếng Nga đi ha. Thì chúng ta sẽ vào cái đường link này, chúng ta kiếm cái tiếng Nga. Tiếng Nga Russian ha. Ok, chúng ta bắt vào đây. Thì tất cả những ngôn ngữ này là tiếng Hoa. Thì mọi người để ý là gì? Chúng ta sẽ phát triển trên tất cả các thị trường nước ngoài nếu mà chúng ta tạo một cái trang để chúng ta chuyên về ngôn ngữ đó. Bởi vì công ty đã ngôn ngữ hóa rồi, chúng ta có nhiệm vụ chúng ta copy và chúng ta đưa vào cái cửa hàng của chúng ta thôi đúng không? Và chúng ta chọn là cái cửa hàng mình nó phục vụ quốc gia nào, mình làm ngôn ngữ đó. Và chúng ta có đầy đủ rồi, chúng ta có text nè, có nội dung nè, chúng ta có clip nè. Chúng ta sẽ đưa vào ha. Đó là cái cách để mình download cái clip. Và mọi người nhớ là chúng ta sẽ xài là Google Chrome. Google Chrome. Và chúng ta xài cái plugin là Vimeo Downloader. Rồi, ok. Ok ha, coi như xong chúng ta cái phần video, chúng ta quay lại cái trang fanpage của mình ha. Coi như xong cái phần mà Thành đã hỏi đó, thì hôm nay mình đã giải quyết cái vấn đề này và mọi người có thể sau này coi clip lại. Ok hả Thành? Đâu rồi, Thành đi đâu rồi ta? Tại vì là em khóa mic mọi người rồi cho nên là phải... Không, phải... chỉ cần chat thôi. Dạ. Yeah. Thành ơi, chat lên đi. Mọi người sẽ không nói được, chỉ là chat thôi. Không biết là còn ở trong... À, chị không... Chị câm nín thôi. Hai nè, Thành nè, Microsoft Hà Nam nè, Thành... Anh đang ở trong phòng đây mà. Đó, nó nhắn tin rồi okay đó. Rồi, ok rồi. Rồi, chúng ta quay lại cái trang fanpage. À, để làm được một cái trang như thế này, đầu tiên chúng ta bắt đầu ha. Chúng ta sẽ dùng cái điện thoại thứ hai. Nếu mà chúng ta không có, chúng ta chỉ xem. Để ngày hôm sau chúng ta làm. Đầu tiên là chúng ta vào profile của Facebook. Chúng ta qua cái mục gọi là fanpage. Gọi là trang đấy, chúng ta vào cái trang ha. Mọi người nhìn thấy trang chưa? Mọi người nhìn thấy trang, bấm vào trang. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái cửa hàng, tạo một trang mới. Thì mọi người, mình muốn ở đây là gì? Mọi người phải làm giống, làm theo. Bởi vì nếu mà làm theo thì chúng ta dễ có thể thực hành hơn. Còn những người mà họ nghĩ là ôi tôi biết làm trang fanpage rồi, tôi từng làm, nhưng mà đôi lúc có những cái gọi là chúng ta làm fanpage chuẩn thì chúng ta phải làm đạt những cái tiêu chí của nó ha.
Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái tên trang này. Thì hôm bữa là cái ngày thực hành đầu tiên là mọi người đã từng tạo cái trang rồi, thì hôm nay chúng ta có thể tạo một cái trang mới ha. Mr. Russian, hôm nay làm Russian nhé, cho nó máu. Thí dụ chúng ta coi cái tên chúng ta có chưa. Đây, cái tên này nó cho phép chúng ta là cái dấu xanh, dấu tích xanh là chúng ta được phép. Mọi người ở đây có nhìn thấy không à? Có thấy để mình Khoa biết. Anh Khoa làm nhanh quá. Ừ, rất nhanh hả? Không sao đâu. Cái này mình phải coi clip lại. Ở đây ai nhìn thấy được cái tích xanh thì nó yes ha, để mình biết coi mình đã show cho mọi người thấy chưa. Cái tích xanh nè. Cái tích xanh. Ok, có một người thấy, hai người thấy. Tức là sao? Chúng ta đang đặt tên cho cửa hàng của chúng ta và cửa hàng này được cho phép là chúng ta dùng cái tên này, à, tích xanh đó. Rồi mọi người có thể thực hành, mọi người có thể đặt một cái tên, ví dụ là mình ở tỉnh nào thì mình đặt cái là cái sản phẩm ở cái tỉnh đó, hoặc là chúng ta đặt một cái sản phẩm cho đối tượng nào đó, ví dụ Mr. cho đối tượng student, Mr. cho đối tượng sinh viên hay là cái gì đó mình làm để cái tên nó khác, hoặc là mình làm Mr. cho miền Trung, Mr. cho miền Bắc, Mr. cho Hồ Chí Minh, Mr. cho miền Tây ha. Mình đặt mỗi cái tên, nếu mà cái tên nó cho phép thì nó mình được được tạo ra. Nếu mà mình thấy là trong trong nước này hơi buồn quá, mình làm tất cả các quốc gia ha, mình làm Mr. gì đó, mình làm một cái shop duy nhất để mình đầu tư trước, thì sau này mình thành công thì mình sẽ nhân bản nó ra ha. Rồi hạng mục mọi người nhớ đây là hạng mục game nhé. Thì ở đây tại sao mình nói là hạng mục game? Ở đây nó dịch tiếng Hoa tiếng Việt là game thủ. Thì ở đây mình muốn là cái game nó cho phép mình livestream. Livestream tức là mình sẽ sau này mình sẽ vừa chơi game mình share cái livestream của mình đi. Cái thứ hai là tất cả những cái game thủ trong trong cái cộng đồng game ở Facebook họ sẽ nhìn nhận và tiếp cận được cái Mister này của mình. Thì là tức là sao? Tức là khi mà mình làm kết quả tốt á, thì mình không cần quảng cáo thì cái trang mình nó tự tương tác. Ví dụ cái trang mình nó quá nhiều người họ theo dõi và tương tác thì cái trang này tự động nó sẽ được up lên. Mọi người sẽ để ý một ngày nào đó khi mà ra Mister ra đời thì có khoảng 100 cái fanpage này nó tương tác và những người game thủ họ thấy tại sao Mister và tại sao thấy nhiều người đang chơi game mà được share thì họ bắt đầu họ để ý và họ theo dõi chúng ta và họ đăng ký đường link dưới cái link chúng ta. Thì đó là một cái cách để chúng ta tiếp cận cái sản phẩm của mình nó lan tỏa nhanh nhất ha. Rồi thì xong cái phần là chọn cái hạng mục chúng ta mô tả. Thì ở đây á, mọi người có thể lấy mô tả của những cái anh chị đã post lên group đó là Mister là gì, thì mình nếu mà mình dùng cái Mister đó mà mình ngôn ngữ nào thì mình sẽ dịch thực sang cái ngôn ngữ đó. Ví dụ ở đây mình có cái trang là mình chọn ngôn ngữ tiếng tiếng Nga. Ok, tiếng Nga đâu rồi, nhanh quá đó mọi người. Không sao đâu, mình cứ học đến khi nào mà mình thấy mình thí dụ ở đây ha, thì ở đây nó không có nói Mister là gì mà mình có thể lấy cái nội dung ở trên group á. Mọi người hãy chia sẻ Mister là gì đó, mình dịch sang tiếng Nga cũng được. Rồi ở đây là Khoa copy đoạn một đoạn thôi nha, ở đây mình giống như mình đang copy cái đoạn đó ha, mình bỏ vào đây. Đấy, mình thấy một cái trang Mister nó có tiếng Nga ha. Ok, thì sau này kể cả nội dung chúng ta cũng chuyển chuyển ngữ sang tiếng Nga hết. Chúng ta làm Google dịch á, mình lấy tiếng Anh mình dịch tiếng Nga mình post lên, mình lấy tiếng Anh mình dịch tiếng Nga post lên chẳng hạn. Thì ở đây là mình đang ví dụ là một cái trang tiếng Nga. Rồi ở đây mình tạo cái trang à. Rồi ở đây nó có một cái lỗi là do như này, tại vì cái như mình đang dùng Serapi, do đó cái việc tạo trang trên trang Serapi nó đang bị lỗi. Thì đó mình sẽ chuyển sang Google Chrome nhé. Ok, chuyển sang Google Chrome.
Sarafi này buồn quá đi. Mình chuyển sang Google Chrome nhé. Thì mọi người để ý là khi mình tạo trang nó sẽ không bị lỗi. Rồi chúng ta quay lại ha. Tại vì cái nãy mình để trên Sarafi nó bị lỗi trên cái Facebook á, nó không hợp với Sarafi hay sao đó. Rồi đầu tiên là chúng ta chọn Mr. Russian. Cái thứ hai là chúng ta chọn một game thủ. Chúng ta bắt cái nội dung vào nói về Mr. là gì. À, ok. Này mình lấy cái này cũng được. Thì ở đây nên anh chị phát triển thị trường người Hoa thì nên bắt đầu làm một cái trang tiếng Hoa về game, về Mr. Rồi bắt đầu nó sẽ tạo một cái trang. Ở đây nếu mà anh chị nào thực hành thì dùng cái điện thoại mình cũng có thể làm được nha. Tại vì điện thoại nó cũng làm rất là nhanh. Ở đây là sau cái bước này mình sẽ có một cái bước thực hành chạy quảng cáo. À, chạy quảng cáo rất là hay. Tại vì cái ngành mà quảng cáo mà các anh chị mà muốn học một cái ngành quảng cáo Facebook, anh cũng bỏ một cái số tiền để bắt đầu học làm sao để quảng cáo, làm sao để có người xem, làm sao để có người click. Thì ở đây mình sẽ làm luôn ha. Hình như trong giải chỉ được viết hoa chữ đầu tiên. À đúng rồi, ok. Cái này nó cũng cảnh báo. Nó cho phép nhưng mà nó cũng cảnh báo. Nó ghi nè. Đó, bắt đầu mình chọn lại. Nãy giờ không để ý, có người nói mới để ý. Vui lòng chọn một cái tên khác. Cái tên này đã chọn rồi. Là sao? Mọi người để ý nha. Khi một cái tên của cửa hàng mình có người họ tạo rồi đó, thì chúng ta không đặt lại cái tên đó được. Nó giống như là, ủa sao kỳ vậy? Sao lại chúng tôi có một cái lỗi gì đó mà chúng ta không tạo được. Hôm bữa cũng bị nha mọi người. Nó vẫn nó báo lỗi nhưng vẫn được. Ý là bạn nào nói vậy á? Bạn nào nói là nó báo lỗi nhưng vẫn được, anh kiểm tra lại đi. Ừ, nhưng mà anh sẽ không thấy trong cái trang này đâu. Anh làm lại cho, không sao đâu. Hôm bữa nào nó cũng bị. Mở mic cho Thành nhé, mở mic cho Thành tương tác nha. Mr. RS. RS. Yêu cầu bật tiếng. Sao lại không được? Cái này nó do cái giao diện. Alo anh Khoa. Cái giao diện anh Khoa ơi. Em có ý kiến anh Khoa ơi. Ơi. Hôm trước em tạo trang ấy thì nó cũng có báo lỗi kiểu đó. Ừ. Nhưng mà sau khi em quay lại thì cái trang đó đã được tạo. Tức là mặc dù là mình kích vào nó báo lỗi nhưng cái trang đó vẫn được tạo. Nhưng mà cái trang tạo nó sẽ nằm ở đâu? Dạ nó nằm ở trong Facebook của anh á. Đây cũng như của em đây này, trong Facebook đây. Đó, nó vẫn có hiển thị. Có khi nào em tạo thì nó báo lỗi xong thì mình kiểm tra cái trang đấy vừa được tạo xong. Đó, ví dụ tức là cái lúc mà nó lên tích xanh ấy là đã ok rồi. Để ý ra, Facebook nó còn bị lỗi, húng chi ra qua mình mới xây dựng. Đúng rồi. Nó cứ lỗi mà nó lại fix mà nó lỗi. Lỗi mà lại được, dạ lỗi mà lại được. Rồi, chúng ta quay lại cái trang. Rồi cái trang Russia của anh là ổn rồi đấy. Vì em thấy là như thế ổn bởi vì nó đã lên tích xanh là nó cho phép mình làm rồi. Còn là rút nhưng mà mình sẽ không tìm được cái đường link đó. Rồi mình không có tìm được đường... trong à rồi anh chưa tìm thấy, tí nữa nó hiển thị đấy. Thế thì trong đó nó có một cái gì nữa, cái mà chữ cái đầu tiên thì được phép viết hoa, còn cả dãy thì không được, đúng không? Đây, bây giờ quay lại cái trang Mr. Korean hôm qua đây. Rồi anh tìm đi, hình như em thử đi thử lại các trang vì trang này em cũng tạo cỡ khoảng 2 năm nay rồi, cái trang cá nhân của em ở trước đây bảo hiểm ấy. Dạ. Ok, bây giờ coi như là mình đã tạo cái trang, nó là cái trang Mr. Korean ha.
Thì hôm nay mình sẽ gửi cái đường link này. Ok. À, mình gửi cái đường link này trên group nha. Thì ở đây là nha, tại sao mình gửi lên trên group? Bởi vì cái điều kiện mà chúng ta để tạo một cái tên cho cửa hàng, thì cái tên cho cửa hàng này nó giống như cái tên là cái địa chỉ. Ví dụ cái cửa hàng mình bán giày của chúng ta ở một địa chỉ là 125 Trần Hưng Đạo gì đó, phường 2, quận 3 đúng không? Thì đối với một cái trang fanpage nó sẽ có một cái đường link. Và để có một cái đường link mà mình đúng cái tên của mình á, thì có điều kiện. Điều kiện là gì? Là chúng ta phải mời được bao nhiêu người like. Thì ở đây là ở đây mình có một cái cộng đồng khoảng mấy chục ha, mình hay post thử ha. Đây, mọi người vào đây, mọi người like để chúng ta thực hành, chúng ta tạo một cái đường link, đào tạo một cái tên á, để làm chi? Để chúng ta thực hành và chúng ta gửi một cái trang của chúng ta lên cái cộng đồng của mình để chúng mọi người like để đủ cái điều kiện ha. Rồi mình vào mình tạo nè. Đầu tiên là khi mình tạo đó thì nó sẽ báo lỗi. Ở đây là mình bấm là Mr. Foren. Rồi, nó sẽ hiện ở đây nè, nó mình tạo tên nè. Đây là cái tên của cửa hàng của chúng ta. Tức là chúng ta đặt cái tên cho nó giống với cái tên của cái thương hiệu. Thì khi mình tạo nè, cái trang này nó báo là chúng ta không đủ điều kiện để tạo cái tên này, bởi vì chúng ta chưa đủ cái số lượng like, bởi vì cái tên cái cửa hàng chúng ta mới xây dựng ra, chúng ta chưa đủ cái số lượng điều kiện, số lượng người đến. Tức là phải ít nhất phải có 20 người đến cái cửa hàng của chúng ta thì chúng ta mới được phép đổi cái tên này thành một cái tên mà mình muốn. Thì ở đây anh chị cố gắng ha, mình tương tác ha, mình vào cái đường link bên chat á, mình bấm cái like để làm chi? Để mình xem coi mình đủ cái điều kiện chưa ha. Thì ở đây hiện tại cái số like nó là khoảng có 5 người, có 4 người thích, thì đây nó khoảng 20 ha. Khoảng 20 thì mình nói ví dụ đi, nếu ở đây mọi người không đủ đường like cũng không sao, nhưng mà chúng ta đang tương tác thì chúng ta thực hành để chúng ta thấy được cái việc chúng ta làm và từng bước đó ha. Ở đây có ai like thì nói yes đi, phải đếm. Ai like rồi nói yes nhé. Rồi một người like. Thì sau này khi mà chúng ta làm tập thể như này, chúng ta cũng tương tác với nhau, chúng ta cũng cần cái sự hỗ trợ mọi người, để mọi người like, để mọi người đủ cái số lượng để mình tạo cái đường link. Đường link nó giống như một cái tên đường của cái trang web của chúng ta, cái trang fanpage của chúng ta, để làm chi? Khi mà chúng ta gửi cho các bạn bè đó thì họ nhìn được cái đường link đó, nó rõ ràng có mục đích, có một cái nội dung để truyền tải cho người ta biết đang là cái trang Mr.Korean ha. Đây mọi người để ha, cái tên hiện tại nó là Mr. Korean gặp cái là 103666 thì nó rất là người ta sẽ thấy nó rất là dài và nó không có được chuẩn. Thì chúng ta phải đủ cái điều kiện. Mình làm cái trang Mister của mình ở đây á, là trong vòng để coi bao giờ hiện tại là bao nhiêu người like nha. Không, chúng ta một lát chúng ta quay lại cái trang đó. Bởi vì chúng ta đang test cái trang này, chúng ta đặt cái tên. Cái tên nó rất là quan trọng. Cái tên nó rất quan trọng. Khi chúng ta đặt cái tên này thì cái người đặt cái tên thứ hai không được nữa. Giống như mình chọn một cái tên vàng vậy đó. Cái tên nó là tên đẹp á. Thì cái người nào tạo trước thì họ sẽ được hưởng trước. Giả sử đây mình mời khoảng 3-4 người để cho họ like cái trang này. Như có 4 người like, 4 người vừa like thì nên coi được bao nhiêu cái tổng số like của cái trang ha. Rồi coi như chúng ta không có tương tác đi. Ở đây có 13 người like rồi nè. Sao em không tìm thấy trang vậy anh? À, em bấm vô cái profile rồi em bấm qua cái bên trái nó có cái trang. Em tìm ra nó nói là chúng tôi không tìm thấy kết quả nào. À, em click vô cái link đó hả? Không, em tìm cái trang thôi. Korea. Không, cái trang mình mới tạo nó không tìm được đâu em. Em chỉ click vào đường link, nó giống giống được cái đường link nó được ẩn vậy đó. Còn
Có phải là khi mà mình mở một cái shop online, cái điều đầu tiên để người ta tìm được á, là đầu tiên mình phải gửi đi đúng không? Cái thứ hai là chúng ta phải làm sao chúng ta quảng cáo cho nhiều người thấy được cái trang đó. Và cái thứ ba là cái link nó phải chuẩn hóa. Thì cái link chuẩn hóa thì chúng ta đang tạo đây, chúng ta phải phải chờ cho nó đủ cái số lượng người họ đăng, họ like đó, like cái trang của mình á, thì mình mới tạo được cái link đó. Ở đây là mình báo nè, mình thử nè. Nhấn vô link like đi mọi người, một cái link mà anh Khoa gửi ở trong phòng đó, mọi người nhấn vô like đi. Bấm đăng ký đúng không anh hay là sao? Bấm vô like thôi được rồi, like fanpage được rồi. Bấm cái dấu số 1 đấy. Cái chữ này là thích này, có chữ thích này. Thích đấy, thích đúng rồi, thích. Rồi. Chữ like là thích đấy. Ok, mọi người bấm vào like đi, mọi người bấm vào cái link. Sẽ dẫn chứng là cái link này khi mình đủ người like thì mình sẽ đặt cái tên cho mọi người thấy được, để sau này chúng ta làm 3, 4, 5, 5, chúng ta làm theo cái bước đó luôn ha. Đủ chưa anh? Đủ chưa? Để anh thử. Mọi người bấm like đi mọi người, cái link mà anh Khoa gửi ở trong phòng chat nè. Ở đây mọi người thấy một cái stick xanh, tức là chúng ta được quyền phép đặt cái đường link này. Ở đây chúng ta có 14 like rồi, khoảng 6 like nữa là chúng ta có thể đặt cái đường link được. 20 like là nè. Ồ, hôm nay nó lên 50 rồi. mọi người like, bấm like đi mọi người, bấm like đi mọi người, có nhìn thấy đường link không? Đường link anh Khoa gửi vào trong phòng chat nè. Mọi người ha, mọi người bấm vô like đi. Anh Khoa gửi ở trong phòng chat này. Không sao, cứ like để mình tương tác, còn không được thì mình sẽ chuyển qua cái trang khác. À, nó ghi là Mr. Korean đã cán mốc hơn 10 lượt like nè. Đó. Thì ở đây tại sao mình muốn nói cái này? Bởi vì khi chúng ta làm á, chúng ta sau này chúng ta có số lượng người đông á, chúng ta tương tác với nhau, thì ví dụ cần 50 like là mỗi người like like, thế là chúng ta cái trang của chúng ta đủ số lượng. Trong khi chúng ta tìm bên ngoài thì rất là khó. Trong khi chúng ta làm ở đây, chúng ta thực hành, chúng ta tương tác với nhau, chúng ta chỉ cần gửi cái đường link ra, mọi người cùng like, thế là chúng ta cái cửa hàng chúng ta đã được đủ số like và chúng ta tạo ngay được cái địa chỉ, đúng không? Và sau mà mọi người tạo xong á là gửi cái đường link vào trong cái nhóm thì ở đây là mọi người thấy đường link, mọi người cứ like là xong rồi, là chúng ta có 50 cái like rồi, mà chúng ta không cần đi xin xỏ bên ngoài, chúng ta cũng không cần phải năn nỉ lại lục gì. ý là nói với mọi người, hôm sau mọi người mà tạo á, mọi người gửi vào trong nhóm á, kêu mọi người like cho họ like. Đúng rồi. Mọi người cứ bấm vào đường link nhá, có cái chữ thích nhá, mọi người bấm vào chữ thích là được rồi. Cái bàn gì nè, trình giàu có nè, là bấm vào một cái đường link mà anh Khoa gửi trong nhóm á, trong phòng chat mình bấm vào chữ à, ở đây mọi người để ý nè, đây cái trang này mình tạo cho một tháng nè là 2.000 lượt thích nè, cái trang Mister này 5.000 nè, cái trang mới tạo Korea là 12 nè. Tức là chúng ta phải có đủ điều kiện thì chúng ta mới được đặt cái tên. Thì có phải là đặt cái tên là chúng ta phải giống như là mua tên miền vậy đó, à, mua tên miền fanpage này là Mister.com thì Mister.com là hình như là của công ty đã chọn rồi. Hoặc là mình Mister.vn.com thì chúng ta đặt một cái gì đó mà chúng ta chỉ có chúng ta đặt được rồi thì không như không ai đặt được nữa ha. À, thử lần nha, không được thì mình sẽ qua ha. Rồi ok, coi như chúng ta đủ điều kiện ha, coi như chúng ta đặt cái tên này. À, và cái bước tiếp theo là chúng ta bắt đầu quản lý cái nội dung. À, quản lý nội dung rất là hay đây. Thì cái thông tin này nè là chúng ta sẽ được đổi một lần hoặc là hai lần. Ở đây tên người dùng, bởi vì chúng ta chưa đủ điều kiện, chúng ta chưa có cái đường link này ha. À, Mister này nó có một cái nội dung mô tả ở đây, hạng mục là game ha. Ở số điện thoại thì chúng ta có thể để số điện thoại của mình ở Việt Nam ha, để có thể là ở Việt Nam mà họ theo dõi, họ có cái gì họ hỏi họ gọi trực tiếp. Chúng ta đặt một cái email, chúng ta đặt cái đường link cũng gọn. Ở đây trang web nè, thì mọi người copy được cái đường link mà tuyển dụng của cái Bitly hồi nãy đó, chúng ta bỏ vào đây để khi mà chúng ta kêu gọi hành động gì đó thì nó lấy cái đường dẫn trang web này, nó sẽ tương tác, cái người xem họ vào họ sẽ tương tác. Và cái địa chỉ này chúng ta khi mà chúng ta tạo cái địa chỉ á
thì nó sẽ tự động trên trên Facebook nó sẽ tạo cho mình một cái địa chỉ luôn. Vậy sao là khi mình quản lý về cái địa chỉ, mình quảng cáo địa chỉ thì nó cũng hiểu đó là một cái địa chỉ của cửa hàng cho mình ha. Rồi. Rồi chúng ta quay lại. Thì hôm nay là chúng ta nói về nội dung của cái trang fanpage và cái cách làm sao chúng ta tiếp cận được cái trang fanpage này đến cái đối tượng mà nhiều người họ chưa cần biết, tức là sao? Cái việc online là chúng ta làm online, chúng ta không cần biết khách hàng của chúng ta ở đâu, họ như thế nào, họ làm gì, họ có quen tay hay không, họ có là họ là nam hay nữ, họ là đối tượng như nào, chúng ta chưa bao giờ nhìn mặt nhưng chúng ta có thể tuyển dụng được. Nó giống như cái một cái sản phẩm là nhiều người họ bán Tiki, họ bán một cái sản phẩm trên Tiki, họ chẳng cần biết có 1.000 người mua mà họ chưa bao giờ họ gặp 1.000 người khách hàng như vậy. Nhưng mà đối với xây dựng hệ thống quanh, mọi người có để ý là chúng ta luôn luôn phải tương tác, gặp mặt, trao đổi, và chúng ta đào tạo, chúng ta hiểu được từng tên, chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh người này như thế nào, cái mối quan hệ này như thế nào. Nhưng đối với sản phẩm của Rawan thì nó sẽ là khác, bởi vì chúng ta sẽ không biết được cái người nào mua. Đôi lúc chúng ta có thể bán 1.000 món hàng mà chúng ta còn không biết những cái khách hàng đó là ai ha. Và chúng ta còn không biết cái người đó hụt nước nào, bởi vì khi mà chúng ta chạy quảng cáo á, thì cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ tiếp cận trên mọi cái đối tượng mà chúng ta muốn. Rồi chúng ta qua vào đây, chúng ta vào cái trang Mister này. Thì nói nhắc lại là ở đây á, là khi anh chị làm nội dung thì anh chị không cần phải sáng tạo nội dung, mà chúng ta có thể đây là một cái trang mình gửi cái link này ha. Cái thứ nhất, để tạo được cái nội dung trên Mister thì chúng ta nên copy một cái trang nào đó có sẵn. Cái thứ nhất là chúng ta vào cái trang của công ty. Ví dụ mình search cái Mister. Đây, đây là cái trang của công ty Mister. Thì chúng ta vào đây, chúng ta lấy cái nội dung của cái trang này để chúng ta chuyển về cái cửa hàng chúng ta, đúng không? Chúng ta không cần phải sáng tạo nhiều thứ, mà có thể chúng ta lấy nội dung và chúng ta chỉ đổi cái đường link thôi. Cái thứ hai là làm sao cái trang, cái cửa hàng của chúng ta nó phải xuất hiện từ cái từ khóa trên Facebook. Đây là cái điều quan trọng. Giả sử hôm nay mình muốn làm một cái trang là Mr. của Korean, thì khi mà chúng ta search cái Mr. Korean ở đây á, thì có phải là người Korean họ sẽ search Mr. Korean không? Thì nếu mà cái cửa hàng chúng ta xuất hiện trên cái tìm kiếm này, chúng ta đã thành công trong cái việc tiếp cận. Bởi vì sao? Ở đây là ai đã từng biết về cái Google, Google Search, tức là cái việc mà chạy quảng bá Google á. Thì cái việc mà khi khách hàng họ tìm cái nhu cầu gì đó, họ search Google, và cái trang đầu tiên mà chúng ta xuất hiện trên cái Google đó là chúng ta đã thành công. Thì Facebook nó cũng vậy. Nó sẽ dùng cái bộ từ khóa mà cái khách hàng họ đã chuẩn bị trong cái tư tưởng đó, tức là họ đón đầu trong cái việc là cái khách hàng họ tìm cái gì, và chúng ta chọn cái từ khóa đó chúng ta xuất hiện. Ví dụ hồi nãy chúng ta có làm cái là Mr. Việt Nam, thì những ai làm cái shop về Mr. Việt Nam mà họ xuất hiện trên đây thì họ đã thành công trong cái việc tiếp cận online. Thì ở đây mình để nè, cái Mr. hiện tại á, nó quá ít so với những cái dữ liệu mà chúng ta search, đúng không? Khi mà chúng ta search cái keyword á, thì trên này nó quá ít. Nếu mà giả sử trong vòng một năm mà chúng ta search Mr. ở đây, nó quá trời những cái trang Mr., nó gần như là cả những cái trang nội dung này luôn. Thì có phải là chúng ta đã làm thành công cho cái việc truyền thông, quảng bá, tiếp cận trên cái Mr. này trên cái kênh Facebook. Ok ha. Đó là cái cách là chúng ta, đầu tiên là khi chúng ta chọn cái shop của chúng ta, thì cái việc đầu tiên chúng ta xác định là cái người mà họ search, cái đối tượng mà họ search cái từ khóa đúng và cái từ khóa chúng ta. Giả sử anh chị làm ở Mr. Đồng Nai ha, mình sẽ search là Mr. Đồng Nai, và họ tìm thấy cái trang Mr. Đồng Nai xuất hiện ở đây. Ở đây mình mới tạo Mr. Rất anh đã có nè. Đó. Thì có phải là chúng ta đã giúp cho cái việc cái cửa hàng chúng ta nó đã xuất hiện trên cái việc tìm kiếm không? Giống như mình tìm một cái địa điểm như bản đồ, mình tìm một cái địa điểm để mình mua hàng, mua một cái shop giày mà mình search mình thấy được, tức là chúng ta đã ok. Đó là điều đầu tiên ha.
Rồi việc thứ hai là mỗi cái bài viết là chúng ta có kêu gọi hành động này nó ha, và những cái hình ảnh này thì mọi người nên follow một cái trang nào đó, ví dụ cái trang của Khoa là luôn luôn cập nhật những cái thông tin về Mister, và có thể chia sẻ những cái clip, thì chúng ta cứ vào đó và chúng ta lấy cái nội dung về chúng ta chỉnh sửa lại, chỉ chỉnh sửa lại cái đường link là xong. Có phải là cái việc tối thiểu của cái công việc này là gì, là người ta đọc được thông điệp và người ta đăng ký cái link, và cái link đó mình là đăng ký link của mình, là coi như là chúng ta đã thành công, tức là họ đăng ký mua hàng với cái link của mình, là cái hoa hồng nó về cái từ cái người giới thiệu chứ không phải là cái từ cái nội dung ha. Công ty đã chuẩn bị về nội dung, hình ảnh, logo, chuẩn hóa hết mọi thứ, và việc của chúng ta là bê nó qua cái shop của mình để mình bắt đầu mình ở đây nè, cái nội dung nè, thì làm sao chúng ta phải tăng cái lượng người xem, cái tăng cái lượng người tương tác, tăng cái lượng người thích, thì đó là cái việc là gì, chúng ta phải quảng bá. Bởi vì cái việc shop online nó khác cái shop cửa hàng là gì, nó sẽ ẩn bởi một cái đường link, thì để người ta thấy thì chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải gửi cái đường link đó đi. Cái thứ hai, nếu người ta không mình không gửi những người quen, thì mình sẽ cho người lạ thấy được cái quảng cáo của mình. Thì bắt đầu hôm nay mình sẽ làm một cái mẫu quảng cáo để mọi người có nhìn nhận được là cách nào chúng ta lấy cái bài viết chúng ta tiếp cận được người lạ ha. Ở đây ai có một cái mẫu vẽ lên đây để mình chỉnh nó lại. Thì hôm nay là cái có một chút xíu cái cảm, do đó mình nói nó hơi bị khàn. Ủa làm sao cho nó xóa cái dấu này đây, quên mất rồi. Nên đi Thiên có nhớ cách nào để xóa mấy cái dấu này không? Anh nhắn vào có một cái viết ở đó thì có sọt rác. Cái viết xong nè. Ở có cái sọt rác, anh thấy sọt rác không? Tiêu rồi. Clear, lên on nè. Rồi, ok. Anh về xe lại. À, xe lại. Google Chrome. Rồi, mọi người có nhìn thấy là cái màn hình không? Rồi, thấy rồi. Thì ở đây là những cái mẫu mình đã copy ở trên trang web, tức là chúng ta luôn luôn cập nhật những cái thông tin. Thì ở đây là không phải là chúng ta nói về riêng về Mister không, giống như anh Vũ đã nói, thì cái việc hiện tại chúng ta là lan truyền những cái thông điệp về rau, chúng ta có thể trang làm trang fanpage về rau ha, không có riêng về Mister, nhưng mà chúng lấy Mister để mình làm mẫu, để chúng ta bắt đầu từ cái Mister này chúng ta sẽ làm nhiều 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 sản phẩm nữa. Cứ mỗi cái sản phẩm mà cứ ở cộng đồng, chúng ta làm sao những người học ở đây làm sao dạy và hướng dẫn lại những cái người mà vắng mặt, họ làm giống được chúng ta, họ làm giống được những cái là trong hệ thống của chúng ta. Nếu mà mọi người để ý ha, cứ một người ở dưới mà họ bán hàng được, họ lan truyền được cái trang của họ, có nhiều người thích nhất, thì chúng ta hạnh phúc, đúng không? Bởi vì hệ thống của mình làm mình được hưởng từ cái hoa hồng đó. Thì mình cứ nhân bản đi, mình làm được. Giống như hôm nay Khoa làm được cái trang này, Khoa phải cố gắng làm sao cho toàn thể ở đây, anh chị em đây phải làm được cái trang như mình. Và cố gắng làm sao biết quảng cáo như mình, làm sao để nhiều người xem như mình, làm sao để nhiều người click cái link này. Thì mình được từ cái nguồn lợi chung. Cái thứ nhất là hoa hồng của Mister, khi mà cái Mister nó ra đời mà nhiều người biết thì vẫn là có tốt cho cái cá nhân, mỗi cá nhân ở đây. Cái thứ hai là trong hệ thống nhiều người họ học được cái này thì họ cũng lan truyền như mình thôi ha. Thì cố gắng mọi người chia sẻ được cái cách này, và mọi người nói được, truyền tải được cái thông điệp là chúng ta làm online, chúng ta phải biết cái cách sử dụng online để hiệu quả nhất. Rồi coi như là mình bỏ qua các cái bước tạo nội dung ha. Rồi mình sẽ thử một cái bài viết ở đây. Giả sử mình muốn chạy quảng cáo bài viết này, mình chọn quảng cáo nè. Mọi người nhìn ha, ở đây mọi người đã từng ai đã có fanpage rồi, mình có thể click vào cái thử này ha. Ok,
Rồi, quảng cáo. Thì mình sẽ nói sâu về cái quảng cáo này nhiều hơn, để gì cho cái này quan trọng hơn cái việc nội dung. Nội dung thì các bạn không cần phải sáng tạo. Trang fanpage thì các bạn không cần phải thiết kế, mà mọi người cứ làm giống. Giả sử mình lấy cái clip mình upload lên, rồi mình lấy cái hình mình bỏ lên thì nó giống như cái trang khác là được rồi ha. Rồi ở đây mình sẽ có nút là đăng ký. Đăng ký thì ở đây mình không có dùng cái link đăng ký này, mình dùng cái link đăng ký của Bitly hồi nãy ha. Mình mở cái Bitly. Bitly. Mọi người có ai buồn ngủ không? Có ai buồn ngủ không? Nhắn tin buồn ngủ đi. Ok, có nghĩa là buồn ngủ hả? Không. Các rồi, bạn chúng ta copy cái đường link đăng ký ha. Rồi chúng ta quay lại. Trần Liên, Trần buồn ngủ hả? Buồn ngủ thì đi ngủ ha. Còn ai thích thì cứ làm. Ở đây thì đây là một cái sự nghiệp của mình. Chứ nếu mà chúng ta bỏ lỡ thì chúng ta cũng sẽ thiệt thòi cho những người mà tại sau này họ học được. Rồi, đây đường link là cái đường link đăng ký chúng ta bỏ vào đây ha. Ở đây nói là cắt hình. Thì bạn có thể làm một cái hình nữa ha. Tức là chúng ta có thể làm một thêm một cái hình nữa ở đây. Để chúng ta làm một cái nút nữa. Thì chúng ta bỏ qua cái đó. Rồi, mục hạng quảng cáo đặc biệt. Thì cái này không có quảng cáo đặc biệt, chúng ta không chọn. Và qua cái đây là cái đối tượng. Thì mình phân tích, mình sẽ nói sâu về cái này ha. Cái việc đầu tiên là anh chị đang sử dụng Facebook, anh chị thông thường sẽ thấy được một cái đoạn quảng cáo, đúng không? Tức là thấy một cái đoạn clip quảng cáo, mọi người sẽ nhìn vào đó có ghi là chữ quảng cáo. Thì cái quảng cáo đó từ đâu? Quảng cáo từ những cái bài viết hôm nay anh chị làm ở đây. Cái việc đối tượng mà để thấy đó, thì cái người cái bài quảng cáo đó nó sẽ được chọn trên cái đối tượng. Giả sử anh chị thường mua ở Tiki, anh chị thường mua giày dép, thì những cái sản phẩm giày dép nó sẽ tiếp cận, nó sẽ xuất hiện trên cái màn hình của anh chị, trên cái Facebook của anh chị, trên cái timeline của anh chị. Những anh chị nào mà mua cái hàng gì đó thì nó sẽ được lưu lại cái hành vi của mình. Giả sử hôm nay mình vào một cái trang mình tìm những cái máy gì thể dục, thì cái hành vi của mình đã được Facebook lưu lại và họ đánh giá mình là đối tượng của khách hàng về cái máy tập thể dục đó. Thì sau đó là gì? Cái nhiệm vụ của Facebook là sẽ đưa tất cả những cái sản phẩm vào cái lĩnh vực đó cho những cái người, cho những cái người họ thích ha. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ chọn đối tượng là thích về game. Rồi, chúng ta chọn đối tượng thích về game, độ tuổi thường là 18 đến 24 hoặc là 30 cũng được. Cái thứ hai là cái đối tượng đó ở một cái tỉnh nào đó, ví dụ mình muốn chạy quảng cáo này ở Hồ Chí Minh cho ta, tại vì anh Vũ có nói là chúng ta phải tập trung về thành phố, thì chúng ta chạy Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội hoặc là những cái tỉnh lớn như Nha Trang, Đà Nẵng ha, mình chọn cái vùng. Rồi, cái kế tiếp là chúng ta chọn những người họ phù hợp với sở thích là thích game, thích chơi game, thích giải đấu, thích thích những người thích đầu tư, thích tức là khi chúng ta liệt kê những cái sản phẩm, chúng ta nghĩ là cái những cái người đó sẽ được nhận và họ sẽ quyết định họ đăng ký, thì chúng ta chọn đối tượng đó. Thì ở đây là có một cái chỉnh sẵn ở đây là ở đây nè. Cái thứ hai là chúng ta có thể chọn những cái người thích cái trang để là bạn bè của mình. Giả sử mình có một cái profile khoảng 5.000 người, thì chúng ta chọn vào cái stick là những người bạn bè của mình và những cái người thích trang của mình ha. Hoặc là chúng ta chọn vào địa phương. Ví dụ chúng ta chọn thẳng về địa phương. Giả sử hôm nay mình muốn cái bài viết này nó nằm ở cái trang Landmark 81. Mọi người có thấy thích không? Tức là chúng ta chỉ chọn những người ở cái khu vực ở Landmark 81 thấy được bài viết chúng ta, thì chúng ta chọn cái địa điểm đó, chúng ta thả cái ghim đó và chúng ta
bật quảng cáo thì những cái người ở đó họ thấy luôn luôn, họ cái người nào họ vào cái vùng đó thì họ sẽ thấy được quảng cáo. À rồi, những cái người mà thuộc đối tượng về Mister, à đây là một cái mục mà rất là thích, tức là chúng ta tạo một cái đối tượng mà chúng lưu lại thành cái đối tượng là Mister. Có thể cho chúng ta tạo một cái đối tượng khác, chúng ta lưu lại thành đối tượng chuyên 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 marketing ha. Mình làm những cái đối tượng đó để mình lưu lại, mình sau này để mình thể chọn vào đối tượng đó chúng ta không tạo được. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tạo nha, mình sẽ làm tạo mới ở đây. Rồi mình tương tác ha. Ok ha. Rồi Mr. này là Mr. ở Hà Nội ha. Ok, Hà Nội. Mình chọn cả nam cả nữ từ 18 đến 30. 19 đi cho nó đẹp, số đẹp. Mọi người có nhìn thấy cái cửa sổ không để mình phóng lớn? Có ai nhìn thấy cái cửa sổ đang 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 cài cái đối tượng không? Hay là nó Thấy quá nhỏ trên điện thoại? có em có thấy thế Rồi, những ai trên máy tính sẽ thấy rất là rõ, còn những ai trên điện thoại có thể là sẽ không thấy. Mình sẽ zoom lên chút xíu nha. ok, thấy mọi người thấy không? Gọi là ở đây là Rồi. những cái là bạn đang còn là online Rồi. tốt. Rồi ở đây là vị trí mình sẽ chọn là Hà Nội ha, Hà Nội. Ở Hà Nội thích chơi game lắm nha. Đây, Tây Hồ Hà Nội đây. Hà Nội. Game thì rất là nhiều người thích. Đây mình chọn Hà Nội ha. Thì cái bán kính mình muốn 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 phủ sóng là 25 km, tức là từ trung tâm Hà Nội nó sẽ phủ sóng lên 25 km. Thì cái đối tượng nào nằm trong đó thì họ mới thấy được cái quảng cáo. Mọi người hiểu chưa? Tức là cái đối tượng trong cái vùng đó mới thấy được quảng cáo, còn những người ngoài đó họ không thấy. Rồi mình sẽ lưu lại đối tượng. Thì khi mà mình chọn cái đối tượng với sở thích như vậy, với cái vùng như vậy, thì mình để ý nè, cái số lượng mình tiếp cận được có khoảng chừng 104 đến 249 người thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở rộng cái số lượng này ra bằng cách là mình mở rộng cái vùng bán kính ra, đúng không? Mình chỉnh lại ha. Giả sử mình chọn cái đối tượng Mr. này là từ 19 tới 29 và mình chọn là Việt Nam. Giả sử nha, mình chọn Việt Nam. Thì mọi người có để ý nè, mình lưu lại được, mình để cái con số nó sẽ tăng lên đây, đúng không? Cái con số từ vài chục ngàn bây giờ nó lên tới bốn 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 ngàn 4.500, ấy từ vài trăm đến 4.500 đến 12.000 nè đó. Cái số mà click vào cái lượt liên kết là 55 đến 160 ha, tức là họ ước lượng cho mình cái con số đó, và cái chi phí quảng cáo mình là 200.000. À mình bỏ chi 200.000 mà mình tiếp cận được như vậy tốt không? Thì mọi người có để ý là như nè, khi mà mọi người làm cái cửa sổ này tốt á, mọi người thấy cái chi phí quảng cáo để chúng ta quảng bá cái store nó cực kỳ rẻ và chúng ta có lợi trong cái ngành online. Bình thường các anh chị có thể ra ngoài, có thể anh chị có tốn tiền nước, tiền ăn, tiền bao, tiền đủ thứ hết, mọi thứ hết, mà chúng ta có đôi lúc có thể cả tháng chúng ta không tuyển được người nào, đúng không? Chúng ta có thể bỏ nhiều chi phí mà chúng ta không tuyển, nhưng mà đối với quảng cáo chúng ta chỉ cần bỏ 200 ngàn chúng ta có thể có vài đường đăng ký, có vài người, tức là mình không biết trước được, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn so với cái chi phí bên ngoài cho chúng ta làm offline ha. Thì cái việc này đó là chúng ta phải gặp những cái người họ chuyên gia chuyển đổi, cái là chuyên gia về làm sao cái bài quảng cáo của mình nó giảm chi phí quảng cáo tốt nhất có thể. Giả sử chúng ta có thể bỏ 100 ngàn mà chúng ta có thể tuyển 100 người, chúng ta có thể bỏ 1 triệu mà chúng ta vài trăm người, tức là cái người đăng ký đó nha. Thì cái cách đó thì thường là chúng ta phải gặp những người họ có kinh nghiệm, chuyên gia, phân tích cái đối tượng khách hàng, phân tích được cái thói quen, phân tích được cái vùng địa lý, phân tích được cái thói quen người dùng, phân tích được
cái sở thích mà họ 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 chọn. Thì hôm nay giả sử hôm nay là những cái người ở đây mình sẽ chọn coi như là mình chưa biết nhau, nhưng mà mình có thể nghĩ được cái người nào thích cái gì, đúng không? Ví dụ đối với Khoa, Khoa nghĩ những cái đối tượng hiện tại trong cái Zoom này là những cái người chuyên gia tìm cái cơ hội công việc làm đó. Mình phân tích cái đối tượng ra, bắt đầu mình sẽ vẽ nó ra và mình đưa cái đối tượng này vào cái chi tiết đối tượng này, mình sẽ focus lại, mình chọn để sao tất cả những cái người trong đây sẽ thấy được quảng cáo của mình. Thì có phải là khi họ thấy được cái thông điệp, họ thấy được quảng cáo thì đúng cái đối tượng mình đang bán, đúng đối tượng mình đang 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 tiếp thị, thì cái khả năng mình chạy quảng cáo nó hiệu quả nhất, đúng không? Ví dụ mà mình mở một cửa hàng, mình bán cho sản phẩm trẻ nhưng mà những người mình chỉ tiếp thị những người già, thì có phải là không có đúng đối tượng? Ví dụ mình đang bán với sản phẩm về game mà chuyên tiếp thị những cái người mà chuyên về thích đọc sách, chuyên về thích thích thể dục và chuyên về thích cuộc sống lành mạnh, thì nó lại khác đối tượng. Thì cái việc để thuyết phục cho người ta mua hàng để đăng ký nó rất là khó ha. Rồi đó là một cái cách chia sẻ trong cái cách mà tạo đối tượng. Thì cái kinh nghiệm này mình đã tạo rất là nhiều rồi. Hồi xưa là mình chuyên gia để mình phân tích thói quen người dùng. Thì ở Rawan có một, cũng chia sẻ luôn là ở Rawan nó có một cái đội ngũ chuyên gia về phân tích thói quen người dùng trong cái nền tảng của mình. Thì mọi người để ý tại sao thời điểm đầu chúng ta ở Tết, đầu Tết chúng ta thấy vào cái nền tảng của chúng ta thay đổi 3 lần, đúng không? Thay đổi giao diện 3 lần. Thì có phải là tại sao thôi thay đổi đó là thay đổi theo thói quen người dùng. Tại vì người dùng họ thấy cái nền tảng, cái giao diện này nó không hợp, tức là họ thấy gì đó, thì cái người phân tích họ nhận dạng và họ thay đổi. Thay đổi liên tục theo cái thói quen người dùng. Ví dụ hôm nay có một cái nút nào đó ở trên Rawan mà họ thống kê là trong tháng này không có cái người click, thì cái đội phân tích đó họ lấy cái thông số đó về cho cái đội đội ngũ lập trình, họ sẽ thiết kế lại làm sao cho cái nút đó nó đẹp hơn, nó rõ ràng hơn và cái nội dung truyền tải làm cho anh ta dễ hiểu hơn để click. Ví dụ trong tháng này nó cái bộ phận mà gọi là cái bonus, cái mục category đó có nhiều người, ít người click quá, thì có phải là cái đội ngũ mà nó phân tích cái thói quen người dùng á, nó sẽ đưa vào cái bộ phận mà họ nghĩ là tại sao cái phần này là ít người dùng, tại sao cái người này ít người đến, tại sao có những người họ họ ít cái người sử dụng cái mục này, thì họ phải cải thiện, họ sẽ chuyển đổi thành một cái giao diện khác để cho thu hút hơn. Có một cái thông tin là như vậy. Thói quen người dùng đó được cải thiện từ những cái tính năng chăm sóc người dùng luôn. Giả sử hôm nay các bạn gửi một cái yêu cầu lên công ty về nội dung và chúng tôi là cần làm gì đó mà mọi người gửi tiếng Việt, thì cái đội phân tích á, họ chỉ có bộ phận là cái ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng những cái tiếng ngôn ngữ khác, thì họ thấy nhiều người gọi tiếng Việt quá, thế là họ thuê một cái bộ phận phân tích người dùng, họ thuê một cái bộ phận chuyên về Việt ngữ để họ hỗ trợ cho cái người dùng người Việt rồi, đúng không? Tức là cái việc cải thiện từ cái việc người dùng để họ cải thiện nền tảng, cải thiện từ 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 để cho thích hợp với cái giao diện đó. Thì mọi người có để ý nè, ở đây mọi người có để ý nha, nền tảng của Facebook đã thay đổi cái giao diện này cả gần cả cả triệu 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 lần. Một cái nền tảng của Tiki có thay đổi cái nền tảng của cũng cũng vài ngàn lần. Tại vì cái nền tảng mà có thay đổi theo giao diện người dùng, nó sẽ luôn luôn cập nhật để cho thích hợp với những cái người dùng, tức là họ tôn trọng người dùng, họ tôn trọng cái người tham gia, họ tôn trọng những cái khách hàng, thì họ sẽ thay đổi. Bởi vì cái việc mà họ không hài lòng thì làm sao cho cái bộ phận cái bộ phận mà phân tích á, họ phải phân tích làm sao cho cái người tham gia họ họ được chăm sóc tốt nhất, hài lòng nhất và thuận tiện nhất. Thì mình là cái người chuyên gia phân tích về thói quen người dùng khi họ click vào quảng cáo, thì làm sao là sao? Ở đây đó anh chị thường xem những cái quảng cáo trên Samsung nè, Apple nè, thì ngày xưa là mình chuyên để phân tích làm sao cái quảng cáo của mình họ click nhiều nhất, thì làm sao họ click vào cái nút nào nhiều nhất, họ click vào một cái nơi nhiều nhất, thì mình là cái người phải phân tích cái chuyện đó. Thì ở Rawan cái việc mà nền tảng họ phát triển tốt nhất là nhờ những cái bộ phận đó. Bởi vì sao? Cái người người tham gia họ thấy là
Ô hôm nay thay đổi một giao diện mới, ô hôm nay thay đổi một cái tính năng mới. Mọi người có thường để ý là cái tính năng mà cái nút mà mời người đó là nó được thay đổi không? Có phải là cái bộ phận cái giao diện đó họ thấy là cái vấn đề nó khó khăn quá, con người ta click khó quá, người ta làm khó quá, thế là nó phải chỉnh sửa để nó thay đổi cho thích nghi với người dùng đó. Thì mọi người đây là một cái đặc điểm mọi người ghi nhận để mọi người có thể giới thiệu lại cho đối tác với downline của mình để hiểu được là cái nền tảng của mình nó rất là đầu tư, rất là có cái tiềm, có cái tầm nhìn và có cái độ dài lâu ha. Thì một cái tính năng đó thực ra nó những cái người mà họ có tài chính thì họ mới đầu tư nhiều. Nó giống như là anh muốn làm cái phần đó thì anh phải thuê một cái đội ngũ chuyên nghiệp, thuê một cái nền tảng chuyên nghiệp thì anh mới được cái đó ha. Rồi chúng ta tiếp tục phần đối tượng. Ở đây là nó có thời điểm chúng ta quảng cáo cái bài này 3 ngày ha. 3 ngày. 4 ngày đi. Rồi, chúng ta bỏ cái chi phí là 200 ngàn ha. 200 ngàn rẻ không mọi người? Rẻ 200 ngàn mà kiếm một người cũng được rồi, mình đi mà kiếm một người Không, đang nói là có phải là chúng ta bán được một code chúng ta quảng cáo được không? đúng rồi. Ừ, nó quá rẻ đúng không? Bây giờ bỏ 2 triệu 6 đi, bỏ 2 Nhiều dữ vậy hả? triệu 6. Rồi ha, hôm nay là mẫu ví dụ thôi. Sẽ không không chạy như mình nói được. Rồi, ở đây nó sẽ ở đây số dư mình nó có 24 ngàn thôi nha. Đây số dư này mình nạp tiền đi ha. Thì ở đây chúc mừng may mắn cho hôm nay, bởi vì Facebook cho phép mình chạy quảng cáo nạp tiền bằng Momo. Ở đây ai đã từng xài Momo, lấy cái ví Momo ra nạp tiền vào. Thuật toán của Facebook bây giờ bắt buộc phải chạy quảng cáo, không chạy quảng Đây cáo đây vẫn mọi được. người có nhìn thấy cái chữ Momo không? Không, nhỏ quá. Ok. Rồi có thấy chưa? Momo Wallet. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rồi tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ nạp số tiền là 200 ngàn. Ví dụ thôi chứ do đó mình không có nạp nhiều, nạp nhiều lỡ. Rồi, ở đây đó ở trên là số dư hiện tại chúng ta có 215 ngàn, chúng ta nạp thêm 200 ha. Ok. Số dư hiện tại là 215, số tiền nạp 200, số dư cuối cùng là 415 ngàn. Tức là cái quỹ quảng cáo chúng ta sẽ có khoảng 415 ngàn. Ok. Này, đây mọi người thấy cái giao diện Momo xuất hiện không? Chúng ta sẽ nạp 200 ngàn. Mọi người có nhìn thấy cái mã quét không? Có thấy không? Có nhìn thấy không? Thấy nó đang quét. À, mà có nhìn thấy không? Thì anh sẽ quét đây. Có. Tức là nó sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta làm quảng cáo rồi đó. Ngày xưa là nó sẽ bắt nạp visa, khai báo, đủ thứ. Đủ các kiểu con đà điểu. Em làm hồi không được xong em nghỉ chơi với nó luôn. Mà thuật toán của Facebook và bây giờ bắt buộc phải chạy quảng cáo, không chạy quảng cáo không tiếp cận được khách hàng như mong muốn đâu. Nó thì cái trang của anh là quảng cáo là cũng mấy ngày đấy. Chứ còn Rồi, chúng đây màn ta hình chính. là đăng du vậy thôi chứ còn không có tiếp cận được khách hàng. Thì thuật toán của nó là nó phải che lấp, mình có 5.000 khách hàng nhưng mà nó chỉ cho tầm cỡ là 150 người tiếp cận được thôi, nhưng nếu Ừ. 150 người Cái mà không quan trọng là cái kết quả cuối cùng á, Nancy Thiên ơi, cái số lượng người đăng ký. thì đấy, thì vấn đề là nó không Đây, cho mọi người nhìn thấy cái giao dịch chúng ta vừa 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 thanh toán cho Facebook. Nó chưa quá nhanh, quá nguy hiểm. quá nhanh quá nguy hiểm. Đấy, thì chúng ta đã thanh toán được và chúng ta bắt đầu là đây là cái nội dung mà chúng ta có thể view được ha. Đây. Rồi chúng ta xem xong chúng ta quảng cáo bài viết ngay, thế là xong.
trong cái phần quảng cáo thì chúng ta sẽ xem một cái mục mà chúng ta đã quảng cáo rồi ha. À, nó ghi là đang xét duyệt, tức là cái bài viết của chúng ta đưa qua bộ phận xét duyệt để họ quyết định là cái bài này có được chọn được hay không ha, nó có vi phạm gì hay không nè. Rồi đó là xong cái phần đó và chúng ta quay lại cái trang. Mình zoom nhiều quá cho đám gì nó bự cho bá. Rồi bấm vào cái trang Mister. Thì ở đây mọi người để ý ha, khi mà chúng ta bài quảng cáo một cái bài á, thì nó sẽ ghi được cái trang này, cái bài này có bao nhiêu người tương tác, bao nhiêu người click vào cái đường link. Ở đây có một cái trang quảng cáo, một quảng cáo đây này. Nè, cái tương tác là họ sẽ click vào những cái hình ảnh, cái đường link ha. Ở đây có một cái quảng cáo đang chạy nè. Chúng ta có 6 được tương tác, tức là 6 người được click nè. 706 người xem, tức là cái nội dung của chúng ta nó 700 người xem nhưng mà có 6 lượt tương tác thì nó quá, do cái nội dung này nó quá ít, nó không có thuyết phục được. Thì chúng ta phải tắt cái quảng cáo, chúng ta chọn những cái bài khác. Chúng ta làm sao chúng ta, à đây có một cái bài đây. Một cái bài mà chúng ta là 153 người xem, tức là cái bài viết của chúng ta có 153 người xem mà 51 người tương tác thì có phải ok không? Thì mình sẽ tập trung với cái bài đó và chúng ta sẽ chạy quảng cáo lại. Thì ở đây một cái bài này chỉ có chạy khoảng chừng có 200 ngàn à mọi người. Và cái lượng tương tác này á, để ý nha, đôi lúc cái chuyển đổi á, nó có thể là khoảng 20 người thôi à, hoặc là 10 người. Đó là tương tác họ click vào cái trang, nó sẽ mở ra một cái đường link giống như ở đây. Chúng ta sẽ tương tác họ click vào đường link này và họ thấy cái này và họ cái việc quyết định là cái việc cuối cùng là từ công ty. Thì cũng đây chia sẻ luôn là ở đây là chúng ta may mắn, chúng ta làm với một cái công ty chuyên về tiếp thị liên kết. Ở đây anh chị thường làm những cái sản phẩm về tiếp thị liên kết á, thì những cái công ty mà nền tảng tiếp thị liên kết nó sẽ làm sẵn những cái template, nó giống như nó làm sẵn hết cho ta, chúng ta những cái banner quảng cáo, những cái hình ảnh, những cái nội dung, thì sau này chúng ta sẽ được ra qua họ chuẩn bị cái đó luôn đó. Chứ là họ, cái là ra quanh họ chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta chỉ cần cầm cái đó chúng ta bỏ lên chạy quảng cáo. Thì cái việc thuyết phục khách hàng á, từ cái nội dung á, là từ cái nội dung này đúng không, thì sau này ra quanh nó sẽ làm đẹp hơn, làm nhiều mẫu hơn, để chúng ta tự chúng ta chọn những cái mẫu nào phù hợp, chúng ta đưa lên cái cửa hàng của chúng ta. Thì mọi người có thấy tuyệt vời không? Bởi vì chúng ta không cần phải làm những cái này, công ty làm hết, chúng ta chỉ cần copy đường link. Đó là cái cách mà chúng ta làm tiếp thị liên kết. Rồi, coi như là xong cái mục và coi như là chúng ta bắt đầu đã, chúng ta tạo được một cửa hàng, chúng ta quảng bá cửa hàng, chúng ta có thể mời bạn bè gần nhất bằng cách có cái đường link. Thì ở đây đường link là chúng ta rất rõ ràng là một cái đường link ở đây rõ ràng là như vậy. Mình gửi lên đây ha, mọi người có thể follow, mọi người có thể share ra, mọi người có thể like để mọi người theo dõi ha, theo dõi bắt đầu chúng ta học từ những cái này. Thì ở đây là một cái đường link rõ ràng, tức là khi mà chúng ta đạt đủ 50 người like, chúng ta sẽ đặt cái tên là Mr. Game gì đó mà chúng ta muốn. Và cái đường link này khi mà chúng ta đặt, không có ai đặt giống chúng ta được đó. Nó giống như cái địa chỉ vậy đó, ví dụ 123 678 Trương Định, 6123 Trần Hưng Đạo. Thì chúng ta đặt xong thì không có ai đặt được cái địa chỉ đó hết, mọi ngoại trừ là họ nháy là 123A, 123B, ví dụ gì đó ha. Thì cái đường link đó là cái địa chỉ. Và cái địa chỉ này ví dụ chúng ta đặt là Mr 999 49, có phải là một cái đường link đẹp không? Và cũng khi chúng ta đặt được rồi thì cái người khác không đặt được. Đó là cái cách mà chúng ta tạo những cái đường link. Và điều kiện là chúng ta phải 50 người họ like cái fanpage của chúng ta. Rồi, còn cái gì nữa không? Rồi thì hôm nay là xong cái buổi, mình nói lại cái buổi làm sao chúng ta tạo một cái cửa hàng online là cái fanpage. Và duy nhất cái fanpage này chỉ hoạt động trên cái nền tảng Facebook, chứ là ai có tài khoản Facebook thì họ mới xem được. Thì sau này chúng ta sẽ tiến hành làm trên nền tảng như Google, làm sao chúng ta có được một cái, lấy cái đường link Myra One chúng ta quảng bá trên Google.
để mọi người họ vào cái trang MyLoyalOne thì họ click cái đường link đó để họ đăng ký. Ví dụ chúng ta là một cái Zalo, chúng ta sau này chúng ta nó có một cái ở đây nó có gọi cái link link ha. Đây một cái link này. Ở đây muốn chia sẻ luôn, bởi vì cái link này á, tại sao chúng ta phải làm trên cái link này? Cái thứ nhất. Đây mình gửi cái đường link qua nha, mọi người có thể đăng ký. Cái link này mình thứ nhất là tại sao mình nói cái link này? Cái thứ nhất, trang link này là cái nơi để là cộng đồng của những người tuyển dụng, là cộng đồng những người họ làm những cái công ty, là cộng đồng của những người nhân sự, là chuyên về nói về nhân sự công việc. Thì cái trang này khi mình làm profile, mình quảng bá những cái sản phẩm ở trên đây á, thì mình tiếp cận được những cái người họ làm văn phòng, tức là những người có công ăn việc làm trên văn phòng thì họ sẽ vào đây. Và tất cả những người trên thế giới. Thì giả sử mình làm một cái profile ở đây mà mình có khoảng là cái này mình sẽ nói sâu về cái này, sau này mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo cái profile trên đây. Mọi người có thể gửi những cái thông điệp về sản phẩm, về cái cách cơ hội công việc làm của Rao để mọi người tuyển dụng ha. Thì ở đây nó rất là hay là mình khi mình post bài trên đây là toàn những người trong cái có công ăn việc làm, có những cái công ty rồi, nhưng gọi là nhân viên văn phòng, tức là họ chỉ làm trong một cái văn phòng, thì họ lên đây và mình sẽ tương tác trên đây, mình sẽ quảng cáo trên đây như thế nào đó ha. Thì cũng là một cái kênh, mà cái kênh nó gọi là cái kênh linkit.com. rồi, thì đó là mình sẽ chia sẻ hôm nay đến đây là đến đây tới tới một là câu hỏi. Rồi ai có câu hỏi gì cứ hỏi để Nam Thiên Collect và mình trả lời ha. Để sau đó mình kết thúc. Rồi ok. Nam Thiên sẽ mở mic, ai cần câu hỏi thì hỏi cho nó nhanh nha. Tại vì cũng khuya rồi, gần 11 giờ rồi ấy, mọi người, 5 phút nữa là 11 giờ. Thì ai có câu hỏi thì chúng ta hỏi ha. Rồi bài chia sẻ của anh Khoa rất là tuyệt vời. Em cũng ngồi nghiên cứu mãi rồi hôm nay mới học thêm được anh nhiều chiêu quá. Dạ. Chuyên gia gặp chuyên gia phải khác đấy. Dạ. Chúng ta cố gắng tạo cho mình cái fanpage, tại vì cái thuật toán của Facebook á, là chúng ta phải chạy quảng cáo, đó là cái bắt buộc của họ. Còn nếu như không chạy quảng cáo thì chúng ta chỉ không bao giờ tiếp cận được cái khách hàng như mong muốn. Thì khi mình chạy quảng cáo thì đương nhiên là mình chạy thử hay là chạy với cái số tiền mình có được thôi, chứ không phải là chạy nhiều. Để ý là cái số lượng mà mình bỏ ra là bao giờ mình cũng có lời á ha, mọi người ha. Tại vì mình biết cái thuật toán của Facebook, ví dụ như là cái trang của mình có 5.000 thành viên đi thì nó chỉ cho tiếp cận tầm cỡ là 150 người thôi, nhưng 150 người đó là không có nhu cầu thì coi như cái bài của mình nó bị ẩn. Thì ở đây cái thuật toán của nó là bắt buộc mình chạy quảng cáo để nó lấy tiền là vậy, cho nên là chúng ta cũng phải là làm cái fanpage để chúng ta chạy quảng cáo. Và thật ra là cái chuyện đường dài, sau này chúng ta còn nhiều sản phẩm để chúng ta quảng cáo nữa, như là Lotto nó ra đời nữa ấy ha mọi người ha. Rồi ok, cảm ơn anh Khoa rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã thức tới giờ này ha. Một lần nữa anh Khoa và cả nhà ngủ ngon ha. Không có Momo tặng, Momo bạn ơi, Momo tặng miễn phí mà, Momo tặng miễn phí mà còn tặng tiền nữa ấy. Momo rất là đơn giản, Momo tặng miễn phí mà có tiền tặng luôn ha. Không có Momo tặng Momo. Muốn tạo Momo như thế nào, search lên YouTube cách tạo Momo luôn. Bây giờ muốn có gì hỏi Google ra nha. Cảm ơn anh Khoa, và nhớ gửi cái video này lên nhóm nhanh nhất có thể anh Khoa nha. Cảm ơn em buổi học này, nhưng mà cô không biết gì hết. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Thôi để lưu video đó chị Thiên ơi, để lưu video đó không quên. Anh Khoa ghi rồi nè, anh Khoa ghi rồi nè. Rồi.